dược bị cấm, bất kể là có người nào tiếp tục ăn chí huyễn đan, sẽ bị đuổi ra khỏi tông môn. Lệnh cấm này vừa ra, đệ tử Vân Tông trong lòng bàng hoàng. Cũng không biết là người nào mở đầu, lại có thể liên hợp lại, đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, người vô sỉ, gạt chúng ta ăn trí huyễn đan. Không sai, nguyên nhân của tất cả những điều này đều là do Bạch Tiểu Thuần. Đáng chết, người trả linh thạch của ta lại cho ta. Là hắn để cho ta ăn, nếu không phải vì hắn, ta căn bản cũng không có khả năng đi ăn trí huyễn đan đáng chết này. Mọi người của Vân Tông, có người là bởi vì sợ, có người là vì hối hận trong khoảng thời gian này bỏ ra linh thạch. Với các loại nguyên nhân, khiến cho bọn họ lập tức lại đưa đầu mâu, nhắm ngay về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc này đám người trùng trùng điệp điệp, xông về phía chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này mấy thiên nhân bắc mạch trong lòng đầy lửa giận. Đám người vân lôi song tử, phùng trần trực tiếp lại hạ xuống vân tông. Bạch Tiểu Thuần, người làm trái với giao hẹn, không tránh được cái chết. Phùng Trần gầm khẽ, trong tiếng nổ lớn, chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần đã trực tiếp bị thần thông của mọi người, chớp mắt đánh cho tan vỡ. Bạch Tiểu Thuần chật vật chạy ra, nhìn mọi người ở bốn phía xung quanh. Hắn cũng nổi giận, ta làm trái với giao hẹn sao? Phùng Trần, người nói cho ta biết, trong ước pháp tam chưa Bạch Tiểu Thuần ta làm trái với điều nào? Ta rời khỏi vân tông nửa bước sao? Ta luyện đan sao? Ta hấp thu linh, lực thiên địa của bắc mạch ngươi sao? Ta làm trái với giao hẹn nào? Tới đây, tới đây, người nói cho ta biết đi. Bạch Tiểu Thuần lẽ thẳng khí hùng, âm thanh cũng giống như lôi đình giết gào. Thật ra trong lòng hắn cũng rất ủy khuất, lúc này hắn nắm lấy cơ hội, giống to, chương 1403, ta còn có thể trồng hoa một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ngươi, Phùng Trần đưa tay chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần, muốn mở miệng, nhưng lại nghẹn ở nơi đó, một hồi lâu vẫn nói không ra lời. Thật ra Bạch Tiểu Thuần nói đúng sự thật, trong ước pháp Tam Trư Âm không có quy định Bạch Tiểu Thuần không thể bán đan dược. Vân Lôi Song Tử cũng tức giận vô cùng, nhưng đồng thời trong lòng có lửa, lại không bạo phát ra điếc. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mấy thiên nhân này bị mình chất vấn, nói không ra lời. Tinh thần hắn lập tức phấn chấn, chợt nhìn đệ tử Vân Tông ở bốn phía xung quanh đang tỏ ra phẫn nộ. "Còn nữa, các ngươi, ta hỏi các ngươi, Bạch Tiểu Thuần ta buộc các ngươi mua đan dược sao? Ta không có nói cho các ngươi biết hậu hoạn của đan dược sao? Ta không bán cho các ngươi giải dược sao?" ta không nhắc nhở các ngươi, lúc ăn đan dược phải chú ý nơi trốn sao? Các ngươi là khi dễ ta thành thói quen có đúng hay không? Các ngươi quên Bạch Tiểu Thuần ta, cũng là thiên nhân có đúng hay không? Bắc Mạch, các ngươi khinh người quá đáng, tất cả những tức giận đè nén trong lòng một tháng qua, Bạch Tiểu Thuần đều phát tiết ra. Âm thanh mang theo thiên ý bạo phát giống như thiên lôi, nổ lớn ở trên toàn bộ trời cao và mặt đất. Trên bầu trời còn hiện ra gương mặt cực lớn của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho tất cả đệ tử Bắc Mạch, mỗi một người bị Bạch Tiểu Thuần mắng tâm thần chấn động, rốt cuộc một câu cũng nói không được. Trong lúc nơi này đang rằng co, bỗng nhiên, bên trong quan tài thủy tinh trên trời cao truyền ra giọng nói lạnh như băng của thiếu niên bán thần, mang theo vẻ chân thật đáng tin. Từ giờ trở đi, không phải ước pháp tam trưa ưng, mà là ước pháp tứ trưa ưng. Không cho phép người ở Bắc Mạch này buôn bán bất kỳ vật phẩm gì. Nếu như làm trái, chân áp lôi lao, lời của bán thần lão tổ lời nói vừa ra, còn có một lực vô thượng ở trên trời cao tản ra, trực tiếp lại mạnh mẽ loại bỏ ý chí của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho bạch tiểu thuần ở đây kêu lên một tiếng rên rỉ lảo đảo lùi lại mấy bước thoáng cái khí thế không còn sót lại chút gì khí thức của bạch tiểu thuần không ổn hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía quan tài thủy tinh trên bầu trời theo lời bán thần lão tổ nói phùng trần cùng đám người vân lôi song tử đều nhìn về phía bạch tiểu thuần khẽ cười rộ lên đệ tử bắc mạch của bốn phía xung quanh mỗi một người đều thở phào nhẹ nhõm trước đó bọn họ bị bạch tiểu thuần áp chế có chút sợ hãi lúc này bán thần lão tổ nói một câu xua tan khí thức của bạch tiểu thuần khiến bọn họ đều khôi phục lại thời điểm bọn họ nhìn về phía bạch tiểu thuần đều lộ ra sự chán ghét chỉ sợ bọn họ quay đầu lại vẫn không nhịn được sẽ len lén ăn trí huyễn đan nhưng hôm nay ở trước ý chí của thiên nhân cùng bán thần bọn họ biểu lộ ra chính là cam thù bạch tiểu thuần đến tận xương tủy đến bắc mạch chúng ta người là thiên nhân thì như thế nào đây là ý thức trong lòng phần lớn mọi người lúc này chuyện này cũng theo ước pháp tam chưa âm biến thành tứ chưa âm xem như tuyên bố kết thúc một giai đoạn bạch tiểu thuần ở vân tông vẫn bị hạn chế hoàn toàn không thể ra ngoài hiện tại lại không thể tiếp tục bán đan dược khiến cho trong lòng hắn rất khó chịu mụ nội nó sớm hay muộn gì cũng có một ngày ta sẽ khiến cho bác mạch ở trước mặt ta phải cẩn thận từng ly từng tí bạch tiểu thuần càng nghĩ càng giận hắn không khỏi bắt đầu cân nhắc tới trong lời thế giới chi bảo trong lời nữ hải nhi nói hắn vốn vẫn có chút do dự nhưng hôm nay do dự đã tiêu tan hơn phân nửa chỉ là trong lòng hắn vẫn giàu dĩ. Mặc dù trước bán đan dược đổi lấy rất nhiều linh thạch, khiến cho hắn tu luyện trong thời gian ngắn, có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút, nhưng không thể nào kiên trì được quá lâu. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ biện pháp, có thể vừa không làm trái với ước pháp tứ chưa âm này, lại có thể tu luyện. Nhưng qua hơn 10 ngày, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ hồi lâu, cũng không ra được biện pháp phá cuộc. Đúng lúc này, nữ Hải Nhi lần thứ ba thức tỉnh, từ trong đầu Bạch Tiểu Thuần, truyền đến âm thanh của nữ Hải Nhi bạch tiểu thuần đang tu luyện nhật nguyệt trường không quyết mừng rỡ người suy nghĩ thế nào bạch tiểu thuần nghe vậy hít một hơi thật sâu sau khi trầm mặc một lúc lâu hắn hung hăng cắn răng một cái ở trong đầu truyền ra ý thức đầu tiên chuyện này quá đột nhiên tự nhiên cho ta tạo hóa như vậy trở thành chủ nhân của nàng chuyện này khiến ta rất khó có thể tin tưởng được ta rất nghi ngờ nàng có mục đích riêng xét thấy lai lịch của nàng cho nên ta mới miễn cưỡng tin tưởng Thứ hai, nàng vẫn luôn cũng không nói gì về chuyện vì sao thiên tôn năm đó phải giết nàng. Lại nữa, Linh Khê lão tổ mời nàng làm chân linh. Sứ mệnh của Linh Khê chính là vì bảo vệ nàng. Nhưng ta không phải, sứ mạng của ta là bảo vệ nghịch Hà Tông, bảo vệ người thân bằng hiếu, bảo vệ mình. Cho nên, không quan tâm nàng có phải có mục đích khác hay không, cũng không cần sử dụng ở trên người của ta. Nếu không, đối với nàng mà nói, nàng đã chọc ra phiền phức cực lớn. Đối với ta mà nói, cũng sẽ có phiền phức. Đồng thời, cũng khiến cho Linh Khê Tông bảo vệ trên vạn năm, trở thành một chuyện hoang đường tới nực cười. Bạch Tiểu Thuần truyền ra ý thức, mang theo một sự kiên quyết. Nhưng trên thực tế hắn thấy, mình đây là đang hù dọa đối phương. Trên căn bản, đối với chuyện này trong lòng Bạch Tiểu Thuần không nắm chắc. Nhưng hắn lại không nhịn được động tâm, vì vậy lời nói này, chính là nói cho đối phương biết, mình đã nghi ngờ. Đồng thời cũng dùng tình đánh động nàng, đây là do Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ hồi lâu, mới tổng kết ra một phen. Nữ Hải Nhi trầm mặc, sau một lúc lâu nàng mới chậm rãi mở miệng đối với ta mà nói phiền phức ở đâu biết sư tôn chân chính của ta là ai không bạch tiểu thuần mừng rỡ hắn đã sớm đoán được có lẽ đối phương sẽ hỏi như vậy vì vậy đương nhiên hắn phải tiến hành tiếp việc đe dọa uy hiếp tới cùng hắn lập tức hỏi ừ nữ hải nhi sửng sốt người canh giữ lăng mộ bạch tiểu thuần gần ra một chữ một hắn vừa nói ra lời này liền cảm giác được nữ hải nhi chợt chấn động đối với nàng mà nói tin tức này quá mức kinh thiên nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Bạch Tiểu Thuần lại nói tiếp. Biết đệ tử của ta là ai sao? Minh Hoàng thế hệ này, không đợi nữ hài nhi trả lời, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp nói cho nàng đáp án. Đáp án này khiến cho nữ hài nhi vốn đã không bình tĩnh, trong lòng lại dâng lên dao động mãnh liệt. Chương 1404, ta còn có thể trồng hoa hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cảm nhận được sự dao động này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngạo nghễ. Hắn cảm thấy bối cảnh cùng thân phận của mình không đi khi dễ người khác thì thôi. Nhưng hiện tại ở Bắc Mạch này, lại còn bị người khác khi dễ, trong lòng càng bất bình. Cho nên, nếu như nàng lừa gạt ta, kẻ địch của nàng từ đó về sau, không chỉ là thiên tôn, còn có hai vị kia. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi nói, đây sự uy hiếp, khiến cho nữ hải nhi kia cũng phải trầm mặc. Nàng có bi pháp, có thể cảm nhận được lời Bạch Tiểu Thuần nói là thật hay giả. Hồi lâu, giọng nói của nữ hải nhi lại vang vọng ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Lần này rõ ràng nàng đã bình tĩnh hơn nhiều vì xoa thiên tôn giết ta ta chỉ là tàn hồn ký ức không đầy đủ cần chờ sau khi cùng pháp bảo hoàn toàn dung hợp có thể có thể tìm về tất cả nhân quả về phần lần trước ta nói ngươi trở thành chủ nhân của ta ngươi có thể xem đó như là một giao hẹn giao hẹn này chờ sau khi ngươi giúp ta chém giết thiên tôn mới có thể thực hiện trừ điều đó ra ta không có bất kỳ chỗ nào giấu giếm ngươi linh khê tông bảo vệ ta hơn vạn năm ta còn không đến mức lấy oán trả ơn điều ta muốn chỉ có một ta muốn báo thù theo ý thức đầy khí phách của nữ Hải Nhi truyền ra, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra sự quyết đoán. Ta đồng ý với yêu cầu của nàng, giúp cho nàng dung hợp thế giới chi bảo. Chỉ có điều chuyện chém giết Thiên Tôn, tạm thời không nói tu vi của ta không đủ. Ngoài ra ta cùng Thiên Tôn không có thủ oán, ta cũng không muốn lừa nàng, ta rất khó làm được. Ngươi sẽ làm?" Nữ Hải Nhi dường như đang cười, nụ cười kia có chút ý vị thâm trường, khiến cho Bạch Tiểu Thuần sững sốt. Hắn đang muốn truy hỏi, nhưng nữ Hải Nhi lại tránh đề tài này không nhiều lời mà nói đến chuyện liên quan tới dung hợp thế giới chi bảo bắc mạch là nhà của ta năm đó ta sinh ra ở bắc mạch đối với ta mà nói hàn khí nơi đây chính là tẩm bổ lớn nhất trên thế gian này muốn dung hợp thế giới chi bảo cần làm được hai chuyện đầu tiên phải đi tới lối vào của thế giới chi bảo lối vào này không ở trong tông này mà là ở trên băng nguyên của bắc mạch đến thời cơ thích hợp ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí cụ thể ánh mắt bạch tiểu thuần lóe lên hắn làm việc từ trước đến nay theo đuổi ổn thỏa, hiện tại hắn bị bác mạch đè ép lợi hại, mới vội vàng quyết định chuyện này. Nhưng trên thực tế trong lòng hắn vẫn còn có nghi ngờ, nhưng không có biểu lộ ra. Chỉ là, câu nói của nữ hài nhi, ngươi sẽ làm, ba chữ này, khiến cho trái tim bạch tiểu thuần đột nhiên dâng lên sự bất an. Thứ hai, mở ra cửa lớn của thế giới chi bảo, cần thân thể chân linh ta thức tỉnh trăm hơi thở đã. Mới có thể có đầy đủ thời gian đi chống đỡ cửa lớn mở ra cho nên ta cần ngươi cho ta ngưng tụ đủ hàn khí bắc mạch nữ hải nhi nói đến đây túi đựng đồ của bạch tiểu thuần chợt chấn động thân thức của hắn đảo qua lập tức nhìn thấy được từ bên trong quan tài của nữ hải nhi lại có thể từ trong hư vô ngưng tụ ra một mảnh lá cây màu xanh lục lá cây này bay ra quan tài bay ra khỏi túi đựng đồ rơi vào trước mặt bạch tiểu thuần hàn khí bạch tiểu thuần có chút do so dự trong ước pháp tứ chưa âm đã nói hắn không thể đi hấp thu linh khí thiên địa của bắc mạch bạch tiểu thuần suy nghĩ một chút cảm thấy hàn khí cũng không tính là gì. Dù sao linh khí thiên địa đến từ chính thông thiên hải. Hàn khí này lại là đến từ toàn bộ, băng nguyên ở Bắc Mạch, trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ tìm hiểu, giọng nói của nữ hài nhi vẫn ở vang vọng ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Hút hàn khí, dung nhập vào bên trong lá cây này. Khi miếng lá cây này trở thành băng lá, bên trong ẩn chứa hàn khí, có thể chống đỡ ta. Thức tỉnh khoảng trăm hơi thở, khi ngươi làm được tất cả những điều này, chính là thời khắc chúng ta đi mở ra thế giới chi bảo. Về phần làm thế nào để thu thập hàn khí, xem như là thử thách ta dành cho ngươi. Nữ hài nhi nói đến đây, khí tức lại suy yếu xuống. Thần hồn của ta đã suy yếu, cần phải một lần nữa ngủ say. Chỉ có khi miếng lá cây này của ngươi hóa thành lá băng, dung nhập quan tài, ta mới có thể lại thức tỉnh. Hy vọng ngươi, tự giải quyết cho tốt, những lời này nói xong, khí tức của nữ hài nhi hoàn toàn biến mất. Bạch tiểu thuần trợn trừng mắt, sau khi xác định khí tức nữ hài tử này tiêu tan. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tất cả những gì trước đó, hắn lấy đe dọa làm chủ. Thật ra hắn cũng không muốn vì chuyện này xuất hiện khả năng mâu thuẫn cùng nữ hài tử này. Quả thực giống như lời hắn nói, điều này đối với hắn, đối với nàng, đối với nghịch hà tông đều không phải là chuyện tốt. Bạch Tiểu Thuần nhìn mảnh lá cây trong tay, không lo lắng tới chuyện của nữ hài nhi. Dù sao tất cả mọi chuyện, đều phải chờ mảnh lá cây này trở thành lá băng, mới có thể tiến hành. Làm sao để lá cây này hấp thu hàn khí đây? Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân một chút, Vân Tông thành lập ở trên một mảnh mây trắng mênh mông. Bên trong mây trắng, này cũng ngưng tụ ra hàn khí. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, đặt phiến lá này ở mặt đất. Nhìn hồi lâu, cũng không thấy nó hấp thu hàn khí. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cao mày. Nếu như không có ước pháp tứ chữ âm này, hắn có quá nhiều biện pháp. Nhưng bây giờ, chuyện này cũng có chút không dễ làm. Sau một hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn đang muốn để lá cây này vào bên trong túi chữ vật nhưng bỗng nhiên, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bên trong túi đựng đồ của mình, có đặt. Một hạt giống, hoa ánh trăng, ta có thể chiết cái lá cây này ở trên cái cây đó. Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên, khi ở trên chiếc thuyền xương phát hiện hoa ánh trăng, Bạch Tiểu Thuần trước đó đã từng nghiên cứu qua, nhận được kết luận là thời điểm loài hoa này sinh trưởng sẽ hấp thu hàn khí ở bốn phía xung quanh. Trong ước pháp tứ trượng, không có điều nào không cho phép ta trồng hoa. Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động, chiếc thuyền xương cùng quỷ mẫu đều là đến từ thiên ngoại. Đóa hoa này, hiển nhiên cũng là đến từ thiên ngoại, Bạch Tiểu Thuần vỗ vào túi đựng đồ, trong tay hắn xuất hiện hạt giống của hoa ánh trăng, sau khi nhìn chằm chằm vào hạt giống này, trong đầu Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lần nữa về kế hoạch của chính mình, mắt càng lúc càng sáng. Chương 1405, Hoa ánh trăng điên cuồng 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ha ha, trời không tuyệt đường người, trong lúc phân chấn Bạch Tiểu Thuần có chút kích động, hắn đặc biệt cảm thấy đắc ý. Ở trong ước pháp tứ trư âm, đích xác là không có ngăn cấm hắn không thể trồng hoa. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lập tức hăng hái bừng bừng ra khỏi phòng, quan sát ở khắp nơi muốn tìm một địa phương trồng hoa. Sau khi tìm kiếm một vòng, hắn sờ sờ cầm, trồng ở bên ngoài quá nguy hiểm, đám người ở Bắc Mạch này không chịu nói đạo lý. Mà thôi mà thôi, ta vẫn là chồng ở trong phòng của ta. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một hồi, sau đó xoay người trở lại trong phòng. Hắn bắt đầu bận rộn, chỗ mặt đất trên vân tông thật sự không giống với mặt đất ở những chỗ khác nhưng về cơ bản lại giống nhau ở dưới sự cố gắng của bạch tiểu thuần hắn cậy một viên gạch ở trong căn phòng ra đào ra một lỗ thủng trong phạm vi chừng một trường sau khi lỗ thủng lộ ra mặt đất trắng bóng một mảnh mây mù một hàn khí từ bên trong đám mây mù nơi này tản ra cảm nhận được sự lạnh giá ở bên trong đám mây mù này bạch tiểu thuần liền mừng rỡ hắn thận trọng chôn hạt giống của loài hoa ánh trăng ở trong thổ nhưỡng mây mù sau khi làm xong những chuyện này, hắn liền mang theo hứng thú nồng đậm cùng chờ mong. Hắn khoanh chân ngồi ở một bên, thần thức của nó không ngừng đi quan sát hạt giống của hoa ánh trăng. Có thể nhìn thấy được, sau khi hạt giống này được chôn xuống, lại giống như sinh vật sống, có thể không ngừng run rẩy. Sự run rẩy này không phải là bởi vì sợ hãi, mà vì sự kích động dẫn đến. Tâm tình này rất rõ ràng, sau khi Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được ánh mắt sáng hơn, hoa ánh trăng ngoan ngoãn, mau mau sinh trưởng, bạch tiểu thuần liếm môi một cái sau khi quan sát suốt cả đêm hắn nhìn thấy được hạt giống được trồng có một tia hàn khí bị hạt giống này hút ra từ bên trong đám mây mù trở thành chất dinh dưỡng của bản thân chất nó trong một đêm hạt giống lại có thể nảy mầm mọc ra lá mầm màu xanh nhìn lá mầm màu xanh này tâm tình bạch tiểu thuần lại sụp sôi hắn cảm giác mình còn có một sứ mệnh mỗi ngày trôi qua cũng không cảm thấy nhàm chán nữa gần như tất cả thời gian hắn đều tiêu tốn ở trên phương diện chiếu cố cùng quan sát cây hoa ánh trăng này thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng đã trôi qua trong khoảng thời gian này bạch tiểu thuần cũng không có đi ra khỏi căn phòng nửa bước mặc dù như vậy nhưng những tu sĩ vân tông kia vẫn không ngừng bàn luận về chuyện của bạch tiểu thuần ở đây chỉ có điều bạch tiểu thuần cũng không có tâm tình đi nghe lén nữa lúc này toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt ở trên cây hoa ánh trăng này nhìn nó bên trong thổ nhưỡng của đám ngây trắng lúc này mọc ra cành lá cao bằng một lòng bàn tay tâm tình bạch tiểu thuần rất sung sướng về phần mảnh lá cây này ở mấy ngày trước đã được nó chiết lên trên cây hoa ánh trăng. Hiện tại theo cây hoa ánh trăng trưởng thành, lá cây này cũng giống như trở thành một phần của hoa ánh trăng, hấp thu hàn khí ở trong cây hoa ánh trăng. Tất cả đều đang phát triển theo phương hướng tiến về phía trước. Nhiều lần, trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang quan sát, đều cười ra thành tiếng. Ha ha, sẽ không có chuyện Bạch Tiểu Thuần ta không nghĩ ra biện pháp. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, chỉ là lại qua 7-8 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn. Hắn nhìn mảnh lá cây được chiết ở trên cây hoa ánh trăng, sinh trưởng rõ ràng chậm chạp hơn so với trước kia rất nhiều. Trong lòng hắn có chút lo lắng, đây cũng quá chậm đi, cứ tiếp tục như thế nữa, tới lúc nào mới có thể hút xong hàn khí. Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, hắn cảm thấy mình có cần phải nghĩ biện pháp tới kích kích cho đóa hoa này sinh trưởng. Về phần phương pháp kích thích, trong mạch đan đạo có quá nhiều lựa chọn. Thường thấy nhất chính là sử dụng đan dược để kích phát. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần len lén quan sát bốn phía xung quanh một chút. Thần thức của hắn lặng lẽ tản ra, quan sát bên ngoài một chút. Trong ước pháp tứ chưa ân chỉ nói không cho ta luyện đan, bán đan, nhưng không có nói không cho ta đút đan dược cho Tiểu Hoa ăn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu, hắn vỗ vào túi đựng đồ, lấy ra không ít đan dược. Sau khi lựa chọn vài loại, hắn bóp nát nó, rắc vào trong đóa hoa ánh trăng. Bột đan dược này vừa chạm bông hoa ánh trăng, bông hoa này lại chấn động mạnh, tản ra hào quang sáng ngời, giống như đói khát trong trước mắt đã hấp thu hết tất cả bột đan dược rơi ở trên thân theo sự hấp thu sự tăng trưởng của bông hoa ánh trăng rõ ràng tăng nhanh thậm chí ngay cả rễ của nó cũng dài hơn một chút nó ở bên trong đám mây mù phía dưới căn phòng chậm rãi lan tràn về bốn phía xung quanh trong sự lan tràn này càng nhiều hàn khí bị hấp thu qua thậm chí chỗ gian phòng của bạch tiểu thuần lúc này cũng thoáng cái trở lạnh giá hơn rất nhiều mắt bạch tiểu thuần sáng hơn cảnh tượng như vậy khiến cho hắn có lòng tin hắn lại lập tức lấy ra không ít đan dược lúc mới bắt đầu hắn vẫn sẽ lựa chọn một chút sau đó bóp nát nhưng đến cuối cùng hắn mắt thấy đóa hoa ánh trăng kia giống như một cái động không đáy sau khi nó không ngừng hấp thu càng sinh trưởng nhanh hơn cái dễ của nó càng khuếch tán phạm vi trăm trượng lòng tin của bạch tiểu thuần lập tức tăng lên gấp trăm lần hắn bóp nát đan dược cũng càng lúc càng nhiều loại cũng tương tự như vậy đây là chai mặn đều không ngại quả nhiên là một bông hoa bảo bối bạch tiểu thuần hăng hái cực cao trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi, hắn nút đan dược cho đóa hoa này trên trăm viên. Đóa hoa ánh trăng cũng không phụ sự kỳ vọng, suốt cuộc trước đó, đóa hoa lớn bằng hài lòng bàn tay, đã trưởng thành đến cao chừng non nửa trượng. Cọng lá lớn bằng cánh tay, cùng với cành lá lớn chừng bàn tay. Còn có nụ hoa lớn bằng đầu ngón tay, cũng không rõ đóa hoa này trưởng thành, ở dưới sự cố gắng của Bạch Tiểu Thuần, đã đột nhiên tăng mạnh. Mà điều mảnh lá cây chiết ở trên cây hoa ánh trăng, lúc này cũng xuất hiện mấy lát nhỏ giống như băng. Cảnh tượng như vậy, khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm phấn chấn. Nhất là khi hắn nhìn thấy được rễ của cây hoa ánh trăng này hiện tại đã lan tràn ra hơn 500 trượng, nụ cười trên gương mặt của hắn lại càng sáng lạc. Hắn lấy đan dược từ bên trong túi chữ vật ra, cũng càng lúc càng nhiều. chương 1406, Hoa ánh trăng điên cuồng 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Về phần ảnh hưởng của việc trồng hoa đối với Bắc Mạch, nếu như là ở nghịch Hà Tông, hoặc tinh không đạo cực Tông, Bạch Tiểu Thuần còn có thể lo lắng nhưng ở bắc mạch này, hắn không có bất kỳ áp lực, hắn chỉ nhớ kỹ một điểm. Ta không trái với ước pháp tứ chưa ân, bạch tiểu thuần lẽ thẳng khí hùng, không ngừng bóp nát đan dược, đút đan dược cho cây hoa ánh trăng ăn. Khi chăm chú, thời gian bao giờ cũng qua rất nhanh. Đảo mắt đã qua nửa tháng, bông hoa ánh sáng này đã trưởng thành đến một trình độ khiến cho bạch tiểu thuần cũng sẽ hãi hùng khiếp phía. Căn phòng của hắn đã hoàn toàn bị cây hoa ánh trăng này chiếm. Nhìn cây hoa ánh trăng trước mắt vô cùng lớn, bạch tiểu thuần cũng hít vào một hơi. Hắn mơ hồ cảm thấy, đóa hoa này hình như ở dưới sự mình chiếu cố có chút không bình thường. Điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên, là ở trên đóa hoa này, hắn lại có thể cảm nhận được một tia ý thức tồn tại, có cảm giác rất thân thiết đối với mình. Nhất là Bạch Tiểu Thuần giơ tay lên chạm vào, đóa hoa này sẽ khẽ chấn động, giống như rất thoải mái. Điều này khiến cho ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên. Có ý thức sao? Nghe lời đi, không thể lại sinh trưởng nữa. Nếu không căn phòng này cũng sẽ không chứa nổi ngươi được nữa. Ta ở Bắc Mạch này cũng không thoải mái gì, chỉ có thể hạn chế sự sinh trưởng của ngươi, một khi ngươi phá vỡ căn phòng này, hai ta đều sẽ phải xui xẻo." Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía cây hoa ánh trăng, nghiêm túc nói vài câu. Sau đó hắn lại lấy ra không ít đan dược, ném tới. Hiện tại hắn đã không cần bóp nát đan dược nữa. Đan dược hoàn chỉnh ném ra một cái, lập tức đã bị phiến lá của cây hoa ánh trăng trực tiếp cuốn lấy, trong nháy mắt hấp thu. Giống như nghe hiểu được lời Bạch Tiểu Thuần nói, ở trong cuộc sống sau đó, cây hoa ánh trăng này ở bên trong gian phòng không có tiếp tục sinh trưởng nhưng trong thời gian ngắn này dễ của nó lại điên cuồng lan tràn hiện tại nó đã khuếch tán ra mặt đất vân tông hơn nữa cây hoa ánh trăng này không phải là vật của thế giới thông thiên nó có chỗ đặc biệt của mình sinh trưởng như vậy rốt cuộc lại không bị người khác sớm phát hiện giống như sở hữu phương pháp ẩn nấp nhất định chỉ là thời điểm nó sinh trưởng cần rất nhiều hàn khí cho nên trong khoảng thời gian này tu sĩ vân tông dần dần cũng có người nhận thấy được có điểm không thích hợp đầu tiên là vân tông quanh năm tràn ngập ở trong hàn khí trong nửa tháng này lại có thể ít hơn rất nhiều thậm chí có nhiều chỗ vì hàn khí giảm bớt một ít băng tuyết cũng bắt đầu tan ra tiếp theo một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện lập tức lại khiến cho các thiên nhân bắc mạch quan tâm bạch tiểu thuần luôn luôn quan sát bên ngoài mắt thấy cảnh tượng như vậy hắn cũng thầm cảm thấy không ổn hắn lập tức tìm tới cây hoa ánh trăng nhanh chóng mở miệng hoa ơi hoa chúng ta không có nhiều thời gian cứ tiếp tục như thế nữa sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện gặp chuyện không may thì cũng thôi cũng không thể làm chậm trễ kế hoạch lớn của chúng ta người có thể nhanh chóng sinh trưởng một chút có được không hàn khí đều chuyển vào bên trong mảnh lá cây này đi bạch tiểu thuần vừa nói ra lời này cây hoa ánh trăng này chấn động mạch truyền ra ý thức yếu ớt bạch tiểu thuần lập tức hiểu ra trong mắt mắt lộ ra vẻ quyết đoán trực tiếp hắn từ bên trong túi chữ vật ra rất nhiều đan dược đồng thời ném ra tất cả lá cây của hoa ánh trăng xòe ra cuốn lấy những đan dược này chợt hút một cái nhất thời toàn bộ mặt đất phân tông trực tiếp lại truyền ra một tiếng nổ kinh thiên ở dưới tiếng nổ lớn trên mặt đất của vân tông lại có thể sinh trưởng ra vô số lá mầm màu xanh lục những cái lá mầm màu xanh lục mới vừa xuất hiện lập tức lại điên cuồng hấp thu hàn khí xung quanh nở từng mảnh những bông hỏa nhỏ giống như ánh trăng vậy cùng lúc đó hàn khí của vân tông ở trong một tích tắc này chợt giảm mạnh Tu sĩ của Vân Tông đều liên tục thấy được trên mặt đất có những bông hoa giống như ánh trắng nở ra. Mỗi người đều ngây người, không ít người trực tiếp la lên thất thanh. Vân Tông lại có thảm thực vật. Đây, đây là hoa gì? Trời ạ, à, từ trước đến nay không có nghe nói tới. Trên Vân Tông của Bắc Mạch lại có thể có thể có thảm thực vật sinh trưởng. Cây cỏ Bắc Mạch không phải đều tồn tại ở trong khu vực riêng sao? Sau khi kinh ngạc hô lên, những tiếng kêu càng kinh người hơn không ngừng vang vọng ở trên mặt đất của Vân Tông. Nóng quá, ta ta lại có thể toát mồ hôi, không đúng, hàn khí của vân tông chúng ta thế nào lại ít đi nhiều như vậy? trời ạ, à, các ngươi nhìn núi băng kia, nó, nó lại có thể tan ra, theo hàn khí giảm mạnh trên diện rộng, toàn bộ vân tông lập tức băng tuyết tan ra, thậm chí ngay cả tảng băng cực lớn nâng mây trắng, chiêu bài của bắc mạch lúc này dường như đổ mồ hôi, có nước đá nhỏ xuống, cảnh tượng như vậy lại lập tức chấn động toàn bộ bắc mạch, đám người vân lôi tử đều nhanh chóng bay ra. Trong thần sắc mỗi người mang theo sự kinh ngạc không có cách nào tin tưởng càng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ lao thẳng đến mặt đất của Vân Tông, nhưng ngay khi bọn họ hạ xuống, trong chớp mắt, vì phạm vi hàn khí giảm mạnh, từng tảng băng ở Vân Tông ầm ầm sụp xuống. Cái này cũng chưa tính là cái gì, điều khiến cho tất cả mọi người há hốc mồm, là tượng băng đang nâng mây trắng trên mặt đất. Ngón tay cái trong bàn tay của hắn, chẳng biết từ lúc nào lại có thể nhìn thấy được dễ chui vào bên trong. Theo sự hấp thu của nó, ngón tay cái lớn vô cùng này lại có thể hoàn toàn tan ra trở thành nước đá rơi khắp bầu trời trong tiếng nổ lớn đám mây trắng nghiêng về một phía tất cả tu sĩ ở phía trên đều há hốc mồm các thiên nhân bắc mạch đã tới nơi tất cả đều nhìn cái ngón tay cái tan chảy rơi xuống nước đá tất cả đều trợn mắt há hốc mồm ta ta không nhìn lầm chứ bề mặt của bắc mạch ta tượng băng chiến thần của bắc mạch ta ngón tay cái của hắn không còn vân lôi tử thì thào nói nhỏ nhìn phùng trần ở bên cạnh có phần không xác định ngây người, người mở miệng. Mặt đất của Vân Tông nổ lớn, các núi băng ở mọi chỗ sụp xuống, càng có số lượng lớn nước đá từ bên trong tầng mây nơi này rơi xuống mặt đất. Tất cả đệ tử Bắc Mạch phía trên, mỗi người đều hít thở dồn dập. Cũng có không ít người sau khi bay ra, nhìn thấy bức tượng chiến thần bị mất đi ngón tay cái, tất cả đều há hốc mồm. Chương 1407, áp đứng lên. Một, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, những tiếng ồn ào còn lớn hơn, mãnh liệt hơn so với trước kia, bỗng nhiên bạo phát. Làm sao có thể như vậy được, đây là loại thực vật gì vậy? Trời ạ, à, bắc bác mạch ta rốt cuộc thế nào, trong khoảng thời gian ngắn như thế, lại liên tục xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là trí huyễn đan, sau đó là bức tượng chiến thần cũng bị mất đi ngón tay. Nơi này không ngừng truyền ra những tiếng kêu kinh ngạc sợ hãi. Thân thể đám người vân lôi tử cùng phùng trần lúc này đã run rẩy, thần sắc biến hóa. Ở bên trong mỗi một đôi mắt đều lộ ra sự điên cuồng bọn họ còn có không có cách nào áp chế được sự phẫn nộ không ngừng bạo phát ngập trời bạch tiểu thuần nhất định là ngươi bạch tiểu thuần tiếng gầm thét giận dữ kinh thiên động địa vang lên vân lôi tử cùng các thiên nhân bên cạnh lúc này hoàn toàn nổi giận ở trong tiếng rít gào này bọn họ lao thẳng đến căn phòng của bạch tiểu thuần nhanh chóng xông qua chẳng những là bọn họ như vậy những tu sĩ vân tông ở bốn phía xung quanh sau khi nghe được tiếng gầm thét giận dữ của các thiên nhân trong mắt mỗi một người đều lộ ra vẻ dữ tợn bọn họ đồng thời nhìn về phía chỗ khu vực của Bạch Tiểu Thuần. Đáng chết, nhất định là do Bạch Tiểu Thuần làm ra, đây là một tai họa, gây tai họa cho đệ tử Vân Tông chúng ta thì cũng thôi. Hắn lại còn gây tai họa cho bức tượng chiến thần Vân Tông của chúng ta. Giết Bạch Tiểu Thuần, mọi người ở nơi này đều lớn tiếng rít gào. Khi các thiên nhân xông tới, đồng thời Bạch Tiểu Thuần ở bên trong căn phòng của hắn, lúc này hơi thở lộ ra sự khẩn trương lo lắng. Hắn nhìn cây hoa ánh trăng trước mắt đang hút thu hàn khí bên ngoài một cách kinh người những hàn khí này lập tức dũng mãnh tràn vào trong chiếc lá cây được hắn ghép vào khiến cho chiếc lá cây này trong nháy mắt lại có gần như khu vực bảy thành đã trực tiếp trở thành hàn băng có thể tưởng tượng được nếu cho bạch tiểu thuần đủ thời gian hắn có thể rất nhanh làm được yêu cầu của nữ hải nhi khiến cho miếng lá cây này hoàn toàn trở thành lá băng nhưng bây giờ lại không kịp nữa bên ngoài vang lên những tiếng rít gào khiến cho trong lòng bạch tiểu thuần điên cuồng run rẩy một tay hắn hắn hái chiếc lá cây kia xuống cất vào đồng thời lập tức truyền ra ý thức về phía cây hoa ánh trăng nhanh biến trở về hạt giống. Hoa ánh trăng này không cần Bạch Tiểu Thuần mở miệng, cũng đã nhận thấy được nguy cơ sinh tử. Trong nháy mắt tất cả dễ héo rũ, đóa hoa héo rũ, cành khô héo, giống như đều ngưng tụ tất cả sức sống lại, hình thành một hạt giống có mức độ lớn hơn so với trước kia rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần không kịp kiểm tra, lập tức lại thu loại hạt giống này vào bên trong túi chữ vật. Trong nháy mắt khi hắn vừa làm xong tất cả những điều này, một tiếng nổ lớn kinh thiên, bỗng nhiên trực tiếp nổ tung ở bên ngoài căn phòng của hắn ầm um, căn phòng của bạch tiểu thuần trực tiếp đã bị một lực mạnh hung hãn đánh phá trong khi căn phòng bị chia năm xẻ bảy bạch tiểu thuần có chút chật vật lui lại sau khi nhanh chóng tránh né hắn nhìn thấy được ở bốn phía xung quanh chính vô số đệ tử vân tông đằng đằng sát khí còn có đám người vân lôi tử cùng phùng trần ánh mắt bọn họ giống như điên cuồng khát máu muốn nuốt sống mình bạch tiểu thuần người đâm đầu vào chỗ chết vân lôi tử điên cuồng hét lên sau khi căn phòng của bạch tiểu thuần sụp đổ hắn cũng thấy được lỗ thủng cực lớn trên mặt đất này cùng với hoa ánh trăng héo rũ ở bốn phía xung quanh. Chuyện bán chí huyễn đan C, không có giết ngươi, ngươi lại còn dám động đến căn cơ bắc mạch ta. Bạch Tiểu Thuần, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Phùng Trần tức giận tới mức, sát ý trong mắt kinh thiên. Trong một thoáng, hắn trực tiếp lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Vừa ra tay chính là thần thông giống như đòn sát thủ của hắn vậy. Trong tiếng nổ lớn, khí thức của Bạch Tiểu Thuần tăng mạnh. Hắn nhanh chóng tránh ra phía sau hắn cũng ủy khuất phẫn nộ, hét lớn một tiếng, bắc mạch, các người chẳng lẽ muốn phản bội đại lục thông thiên. Từ sau khi ta tới nơi đây, các người vẫn luôn nhầm vào ta. Vốn chỉ là ước pháp tam chưa âm, ta nhịn, nhưng sau khi ta bán đan dược, các người lại đặt ra ước pháp tứ chưa âm. Hiện tại ta trồng hoa cỏ mà thôi, ta động chạm gì với bất kỳ lời giao hẹn nào trong đó. Bạch Tiểu Thuần lẽ thẳng khí hùng, điên cuống hét lên. Lúc này hắn cũng bất chấp mọi giá, ở Bắc Mạch này hắn thật sự cũng rất khó chịu. Muốn ra tay với ta, không cần phải đi tìm một ít lý do làm gì. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần ầm ầm tản ra, trên trời cao hiện lên gương mặt cực lớn của hắn, khí thế toàn diện bạo phát, Vân Lôi Tử cùng Phùng Trần cũng đau đầu, hai người bọn họ có nỗi khổ nói không nên lời, bọn họ chỉ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này khó chơi đến cực hạn. Nhất là Phùng Trần, hắn cảm thấy trước đây mình đặt ra ước pháp tam chưa ưng, hoàn toàn chính là mang đá đập lên chân của mình. Thật ra, trước đây bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới năng lực gây tại hỏa của bạch tiểu thuần một ước pháp tam chưa ân cũng không thể nào ngăn cản được thậm chí ở dưới ước pháp tam chưa ân, hắn đã có khả năng bạo phát kinh người hơn mà điều khiến cho bọn họ cảm thấy giàu dĩ nhất là bạch tiểu thuần này ngôn từ sắc bén thân phận lại đặc biệt bọn họ giết cũng không phải không giết lại khó giải được mối hận trong lòng điều này khiến cho trong lòng mấy thiên nhân bắc mạch này cảm thấy ủy khuất không hề kém hơn so với bạch tiểu thuần thậm chí trong lòng bọn họ đều đã hối hận sớm biết như vậy bọn họ đã không để bạch tiểu thuần ở lại mà khiến cho hắn nhanh chóng rời đi mới đúng chẳng những là trong lòng mấy thiên nhân này giàu dĩ các đệ tử vân tông bốn phía xung quanh mỗi một người đều căm tức nhìn bạch tiểu thuần nhưng trong lòng cũng đang ai thán đối với sự khó chơi và khả năng gây hỏa của bạch tiểu thuần bọn họ xem như đã cảm nhận được rõ ràng đều là do phùng trần lão tổ sai hắn là xuất thân lôi tông cho nên giới hạn bạch tiểu thuần này ở vân tông đây là không có thiện ý không sai, để bạch tiểu thuần này đi tới lôi tông của hắn, buông tha vân tông chúng ta. Chiến thần của chúng ta, cũng đã thiếu mất một ngón tay cái. Các tu sĩ vân tông mỗi một người đều bi thương, luật pháp không trách đám đông. Lúc này những tiếng nói như vậy đều không có kiêng kỵ truyền ra. chương 1408, áp đứng lên. 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Sau khi Phùng Trần nghe được, sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Đối với Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng càng lúc thêm căm hận mắt thấy rơi vào tình trạng rằng co ngay cả bán thần bắc mạch ở bên trong quan tài thủy tinh này chính mắt nhìn thấy tất cả những điều này hắn thở dài một tiếng xoa xoa mi tâm đối với bạch tiểu thuần này hắn cũng cảm thấy đau đầu không thôi hết lần này tới lần khác lời bạch tiểu thuần này nói đều chiếm đạo lý hắn thật sự không có làm trái với sự giao hẹn cũng không nên giao hẹn cho hắn cái gì cứ tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp bạch tiểu thuần này nói không chừng còn có thể làm ra phong ba lớn hơn nữa Bán thần Bắc Mạch nhíu mày, có lòng để cho Bạch Tiểu Thuần cút ra khỏi Vân Tông. Nhưng những lời này hắn lại nói không nên lời, dù sao trước đó Bắc Mạch đã mạnh mẽ hạn chế hắn. Hiện tại lại để cho hắn rời đi, chuyện này truyền đi, Bắc Mạch lại mất mặt, nghĩ tới đây, trong mắt bán thần Bắc Mạch có hàn quang lóe lên. Lần này hắn không hạ xuống Vân Tông, mà là truyền ra pháp chỉ của hắn. Từ đó về sau, ước pháp ngũ trợ âm, không cho phép ở cửu thiên Vân lôi tông ta trồng hoa, trồng cỏ, nuôi thú, nuôi quỷ, luyện khí, luyện đan, trồng tất cả các loại, nuôi tất cả các loại, luyện tất cả đều không được. Giọng nói này giống như thiên lôi vang vọng, nổ lớn ở trong toàn bộ tông môn. Các tu sĩ vân tông cùng với thiên nhân bắc mạch lại không có trước cảm giác giống như lần đầu tiên nữa. Lúc này trong lòng mỗi người đều dầu dĩ, bọn họ có thể tưởng tượng, sợ là không bao lâu nữa, còn có thể. Có ước pháp lục chưa ân, thất chưa ân, mà mỗi lần đều để bạch tiểu thuần tìm được chỗ đột phá. Bọn họ mới trở lại phong tỏa, cứ như thế nữa, ở trong dự cảm của mọi người, sợ là không bao lâu nữa không phải bản thân Bạch Tiểu Thuần giết chết mình, mà chính là Bắc Mạch hoàn toàn bị hắn chơi cho hỏng. Mọi người của Bắc Mạch đối với pháp chỉ của bán thần trong lòng có phần bất mãn. Bạch Tiểu Thuần cũng bất mãn, hắn cảm thấy Bắc Mạch này thật là quá đáng, lần này lại giao hẹn cho mình thêm một chữ âm, thần sắc Bạch Tiểu Thuần biến đổi, hung hăng cắn răng một cái. Lần này hắn xem như là thật sự bất chấp mọi giá. Hắn ngẩng đầu đang muốn mở miệng, tranh thủ khiến cho bán thần này đang lúc phiền lòng, để mình rời khỏi Bắc Mạch nhưng vào lúc này, đạo pháp chỉ thứ hai của bán thần cũng giống như thiên uy vậy ầm ầm hạ xuống. Thị vệ thông thiên bạch tiểu thuần, mặc dù không làm trái với giao hẹn, nhưng lại hủy đi căn cơ của Vân Tông, chuyện này tội chết có thể tránh, nhưng tội sống khó tha. Giam giữ hắn ở trong lôi ngục của lôi tông, hạn chế tất cả tự do, kỳ hạn tới thời điểm thông thiên sứ giả rời khỏi. Nếu như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Pháp chỉ trùng trùng điệp điệp, truyền khắp tông môn, bạch tiểu thuần sốt ruột, vội vàng mở miệng hô to nhưng tiếng hô của hắn mới truyền ra một lực mạnh trực tiếp từ bên trong quan tài thủy tinh bạo phát ra hóa thành một bàn tay tia chớp cực lớn không quan tâm bạch tiểu thuần có nguyện ý hay không một tay nắm lấy hắn sau đó trực tiếp tính đưa vào trong một đám mây đen trong những tia chớp vô tận đang được một bức tượng nâng lên thời điểm bàn tay to biến mất bóng dáng bạch tiểu thuần cũng biến mất đám người vân lôi từ tận mắt nhìn thấy được cảnh tượng như vậy nhất thời thần sắc phấn chấn mắt phùng trần cũng nhất thời sáng lên càng không cần phải nói tới những đệ tử vân tông đó khi nghe được quyết định này của bán thần cùng với nhìn thấy được kết quả của Bạch Tiểu Thuần, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cuối cùng đã đi, lôi ngục của lôi tông, cho dù là tu vi bán thần, ở bên trong cũng phải nhận cực hình bị thiên lôi luôn luôn công kích. Đây là do Bạch Tiểu Thuần hắn tự tìm lấy, đã sớm nên như vậy, vân tông hoan hô, đám người vân lôi tử cùng phùng trần đều thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm nhìn về phía lôi vân màu đen, khóe miệng bọn họ đều lộ ra nụ cười lạnh. Ngươi cho dù là có khả năng lật trời, ở Bắc Mạch ta cũng phải cúi đầu trong mắt vân lôi tử lộ ra vẻ châm chọc còn có chút khuây khỏa cùng lúc đó bên trong quan tài thủy tinh chân mày bán thần bắc mạch cũng buông lỏng xuống hắn liếc nhìn mây đen lôi tông thầm nghĩ đi xử lý như vậy cùng lúc uy danh của bắc mạch không bị rơi xuống về phương diện khác hắn không tin bạch tiểu thuần này ở bên trong lôi lao còn có thể làm ra được chuyện gì lớn nữa dù sao năm đó lôi ngục bắc mạch này đã có thể giam giữ qua rất nhiều trọng phạm hiện tại tuy rằng phần lớn bên trong đều chống trải có lẽ cho dù là bán thần ở bên trong cũng phải chịu đủ hành hạ, càng không cần phải nói tới thiên nhân. Như vậy là có thể yên tĩnh, hai mắt bán thần lão tổ nhắm nghiền, cửu thiên vân lôi tông, hai bức tượng khổng lồ đưa tay nâng lên, một là vân tông màu trắng, một là lôi tông màu đen. Lúc này, ở lúc này thỉnh thoáng có tia chất xuyên qua bên trong mây đen lôi tông. Ở sâu bên trong mây mù, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của bạch tiểu thuần. Ta hận bắc mạch, những tiếng kêu thảm thiết mang theo sự đau khổ, còn có sự không cam lòng mãnh liệt. Nhưng bất luận Bạch Tiểu Thuần kêu gào thế nào, cũng không truyền ra được. Hắn ở bên trong lôi ngục này, đã bị giam giữ ba ngày. Mà trong vòng ba ngày, Bạch Tiểu Thuần cũng tuyệt vọng. Hắn chỗ sâu bên trong mây đen, bốn phía xung quanh có vô số cấm chế. Những cấm chế này phong ấn tám phương, khiến cho phạm vi hắn có thể sống và di chuyển, không được quá kích thước chừng 10 trượng. Chỉ cần hắn vừa rời khỏi phạm vi 10 trượng này, nhất thời từ bốn phía xung quanh lại có vô số tia chớp đánh xuống. Những tia chớp này thoạt nhìn lại kinh người từng cái có kích thước chừng lớn bằng cánh tay, ẩn chứa ý diệt sạch. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy sắc mặt cũng trắng bệch, khinh người quá đáng, lúc này Bạch Tiểu Thuần run rẩy ngồi ở bên trong lôi ngục, nhìn trong mây đen bốn phía xung quanh thỉnh thoảng có từng tia chớp gào thét qua. Bên trong này, hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chính là ở bên trong cảnh khốn cùng, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thời gian xui xẻo nhất trong cả cuộc đời mình, chính là hiện tại. Thật là quá đáng, ước pháp tam chưa ân, ước pháp tứ chưa ân, ước pháp ngũ chưa ân. Điều này làm thì cũng thôi, còn đem ta giam lại. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác muốn phát điên, hắn thử rất nhiều biện pháp, những đều vô nghĩa. Chương 1409, ừ, a, à, một, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hắn ăn bản không có cách nào rời khỏi nơi này, điều khiến cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là cứ cách mấy canh giờ, đều sẽ có số lượng lớn tia chớp từ bốn phía xung quanh gào thét lao đến, trực tiếp xuyên qua 10 trượng cấm chế này, không ngừng công kích về phía hắn những tia chớp này rất nhiều, thoạt nhìn lại kinh thiên động địa. Sợ là Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể khuếch tán tu vi đi chống lại. Nhưng ở chỗ bên trong lôi ngục này, linh lực thiên địa bị cắt đứt. Bạch Tiểu Thuần đã nhìn ra, sợ là không bao lâu nữa, khi linh lực của mình khô cạn, sẽ không có cách nào ngăn cản tia chớp đến nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt, nhíu mày, càng nghĩ hắn càng cảm thấy ủy khuất, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể hy vọng Đỗ Lăng Phỉ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, bản thân mình cũng có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Bắc mạch, ta nhớ các ngươi rồi, chờ đấy cho ta, chờ sau khi ta trở thành bán thần, ta nhất định phải báo thù. Bạch tiểu thuần cắn răng, hét lớn một tiếng về bốn phía xung quanh. Nhưng tiếng gào thét này của hắn vừa phát ra, một tiếng cười nhạo từ một phía bên trong mây đen truyền ra. Trở thành bán thần, cho dù ngươi trở thành bán thần, cũng không báo được thù. Ai, bạch tiểu thuần sửng sốt, chợt nhìn lại, hắn ở chỗ này ba ngày, tuy rằng thần thức bị hạn chế, nhưng sự nhạy bén của hắn vẫn như trước. Từ trước đến nay hắn không phát hiện ra, bên cạnh mình lại còn có những người khác. Lúc này trong sự cảnh giác, theo ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, khắp nơi mây mù vẫn cuồn cuộn. Sau khi chậm rãi loãng ra, lộ ra nơi Bạch Tiểu Thuần đang đứng, chỗ khu vực này ước chừng hơn 100 trường. Bốn phía xung quanh có sóng cấm chế dao động, ngăn cản tất cả mọi người ra vào. Đồng thời, có số lượng lớn tia chớp qua lại ở bên trong khu vực 10 trường, thỉnh thoảng xuyên qua nơi này một bóng người gầy gò ngồi khoanh chân ở chỗ kia, từ bóng dáng ấy có thể nhìn ra đó là một lão già, quần áo lam lũ, gầy giống như chỉ còn da bọc xương. Ngay cả khí tức cũng yếu ớt, mỗi lần tia chớp xuyên qua bên trong thân thể hắn, thân thể của hắn đều sẽ run rẩy vài cái, nhưng thần sắc lại hoàn toàn không thay đổi. Hiển nhiên hắn bị hành hạ lâu dài, tuy không có cách nào miễn trừ sự thống khổ của thân thể hắn, nhưng ý thức của hắn đã sớm quen thuộc với loại thống khổ khi tia chớp cắn xé thân thể. Lúc này hắn giơ tay phải lên, cánh tay giống như gãy một cái, hình như cấm chế 10 trượng này cũng không có cách nào ngăn cản được ý chí của hắn. Hắn có thể dễ dàng điều khiển xương mù cuồn cuộn ở bốn phía xung quanh. Theo ánh mắt Bạch Tiểu Thuần quan sát, lão già kia cũng chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hắn lại giống như điện chớp, Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt thoáng nhìn, hai mắt lại lập tức đau đớn, hít vào một hơi. Tiểu gia hỏa, lão phu chính là bán thần, không phải cũng bị trấn áp tại ở đây sao? Cho nên nếu người muốn thể, ta khuyên ngươi vẫn nên xác định cho mình một mục tiêu cao hơn, thì thỏa đáng hơn. Ví dụ như trở thành, thiên tôn, lão già nhếch miệng cười, ở dưới những tia chớp chiếu rọi, lộ ra một hàm răng vàng. Phối hợp với ánh mắt u ám của hắn, khiến cho trong lòng bạch tiểu thuần run lên. Lão phu ở chỗ này bị trấn áp quá nhiều năm tháng. Người tới nơi đây đều bị trấn áp, cho tới hôm nay còn dư lại cũng không có mấy người. Lại nói tiếp, đã lâu không thấy được người mới. Tới đây tới đây, tiểu gia hỏa, người biết khiêu vũ không? nhảy cho lão phu xem một chút kỹ thuật đẹp mắt để giải buồn một chút. Nếu như lão phu nhìn thấy cao hứng, nói không chừng sẽ truyền cho ngươi một ít bí pháp, có thể khiến cho ngươi ở nơi này bất nhận một ít thống khổ do lôi đỉnh cắn xé thân thể. Trong mắt lão già lộ ra á sáng tà dị, hắn quan sát Bạch Tiểu Thuần từ trên xuống dưới, tiếng cười mang theo sự uy nghiêm đáng sợ cùng quỷ dị. Vừa mới bắt đầu, Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho giật mình. Lúc này hắn khôi phục lại, ý thức được người này cùng giống như mình, đều bị giam giữ ở chỗ này sau đó lá gan của hắn cũng lớn lên, trừng mắt. Cầm miệng, lão ra hỏa, bạch gia ngươi năm đó đã từng trải qua lao ngục. Lão già phạm tội như ngươi, không biết đã bị ta thu thập bao nhiêu đâu. Bạch tiểu thuần hừ lạnh một tiếng, hất cầm lên, ta lại thích con ngựa nhỏ quật cường giống như ngươi. Ha ha, nhớ chỗ lao ngục này, ở ba ngàn năm trước cũng từng giam giữ một con ngựa nhỏ. Đáng tiếc, chỉ một tháng, đã khóc lóc kêu than, giấy rùa ở trước mặt ta, chỉ vì để cho lão phu truyền thụ cho hắn một ít bi pháp. Ta chờ ngươi, lão già cười ha ha một tiếng hiển nhiên bạch tiểu thuần đến khiến cho hắn cảm thấy cuộc sống thoáng cái có sắc thái trong lòng bạch tiểu thuần lại cảm thấy muộn phiền ánh mắt cùng tiếng cười của lão già này lại khiến cho hắn cảm thấy chán ghét sau khi trừng mắt vài lần hắn liền không để ý tới nữa hắn ngồi ở chỗ đó suy nghĩ có thể không cần chờ đỗ lăng phỉ hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần đỗ lăng phỉ trở về bản thân mình nói không chừng cũng có biện pháp rời khỏi nơi này thời gian trôi qua một lúc lâu sau bỗng nhiên tia chấp ở bốn phía xung quanh bên trong mây mù này thoáng cái nhiều hơn chúng từ bốn phía xung quanh gào thét lao tới gần giống như một trận gió bão tia chấp sắc mặt bạch tiểu thuần biến đổi trận gió bão tia chấp như vậy mỗi ngày hắn đều phải trải qua nhiều lần lúc này tu vi nhất thời vận chuyển hình thành phòng hộ trong chớp mắt bốn phía xung quanh có vô số tia chấp chuẩn bị xuyên qua cấm chế phát ra tiếng nổ lớn lao đến trong lúc tu vi của bạch tiểu thuần khuếch tán toàn lực ngăn cản hắn nhìn vô số tia chấp ở bốn phía xung quanh này, hãi hùng khiếp vía. Bên trong những tia chấp này ẩn chứa lực hủy diệt, một đạo không tính là gì cả, nhưng Bạch Tiểu Thuần tính toán sơ lược, bốn phía xung quanh chỉ ít có hơn 10 vạn đạo. Điều này khiến cho da đầu hắn tê dại, chẳng những là hắn ở đây nhận lực của tia chấp, lão già ở bên cạnh cũng như vậy. Ở trong những tia chấp, toàn thân hắn run rẩy nhưng thần sắc lại không hề thay đổi. Ngược lại hắn không có thiện ý nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Người bây giờ còn có linh lực, có thể đi chống lại. Chỉ có điều sau khi qua 10 ngày nữa, linh lực của ngươi sẽ không còn. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết tư vị. Chương 1410, ừ, a, à, hai, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lực lượng của những tia chớp này khi vừa mới bắt đầu vẫn không tính là gì cả. Nhưng sau khi tích lũy, hình thành hành hạ, có thể nói là cực hình thiên địa. Toàn thân lão già run rẩy, âm thanh lại hoàn toàn không có chút run rẩy nào, chậm rãi vang vọng. Biết ta thích nghe nhất là cái gì không? Ta thích nghe nhất chính là những người khác ở dưới những tia chớp này phát ra các loại kêu gào thảm thiết. Sau khi nhắm mắt lại, âm thanh kia tuyệt vời vô cùng. Lão già liếm môi, thời điểm hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh sáng tà dị trong mắt lại càng nồng đậm. Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình đi để ý tới lão già. Hắn hãi hùng khiếp phía nhìn những tia chớp ở bốn phía xung quanh kéo dài sau nửa canh giờ mới chậm rãi biến mất. Linh lực của hắn cũng hao phí không ít, hiện tại số lực lượng còn lại chưa đủ bảy thành. Điều này khiến cho sắc mặt Bạch Tiểu Thuần có chút khó coi. Tiếp tục như vậy nữa là không được, gương mặt Bạch Tiểu Thuần u sầu, nhìn tia chớp ở bốn phía xung quanh chạy bên trong mây mù. Hắn khổ sở suy nghĩ, cân nhắc biện pháp, thật ra, dựa theo hắn tính toán, tối đa qua 10 ngày nữa, mình thực sự sẽ cạn kiệt linh lực. Mặc dù hắn tự tin vào lực lượng thân thể, nhưng bán thần ở bên cạnh còn thê thảm như thế, Bạch Tiểu Thuần bây giờ không có lòng tin cùng nắm chắc, có thể so với đối phương từng được. Trong nháy mắt, năm ngày rất nhanh đã trôi qua, trong năm ngày này mỗi lần gió bão tia chấp đến linh lực của bạch tiểu thuần đều đang tiêu hao giọng nói của lão già kia đều nói đâu đâu không ngừng cái này khiến cho trong lòng bạch tiểu thuần cảm thấy phiền não cho đến ngày thứ sáu đến bạch tiểu thuần chợt ngẩng đầu hai mắt xuất hiện tơ máu hắn nhìn chằm chằm vào những tia chấp chạy bên ngoài hơi thở cũng trở nên rồn rập hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều lại tự mình hủy bỏ lúc này ở trong đầu hắn chỉ còn lại có một con đường ta nhớ ban đầu ở trên thông thiên hải lúc đại sư huynh độ kiếp ta từng nuốt vào kiếp phân ở trong đó đều là tia chớp lôi đình ở bên trong tia chớp này ngoại trừ ẩn chứa lực hủy diệt ra còn có sinh cơ mà sở dĩ như vậy đoán chừng là đồ nhi của ta đang giúp ta cũng không biết ở chỗ này hắn có thể tiếp tục giúp ta hay không bạch tiểu thuần do dự một lúc lâu cuối cùng trận bão tia chấp lại một lần nữa từ bốn phía xung quanh lao tới hắn hung hăng cắn răng một cái thử một chút bạch tiểu thuần chợt đứng lên nhìn gió bão tia chấp từ bốn phía xung quanh gào thét lao đến. Mặc dù tu vi tản ra, nhưng không có toàn lực phòng hộ giống như trước kia. Trong tiếng nổ lớn, hơn 10 vạn tia chấp ở bốn phía xung quanh hình thành gió bão, liền trực tiếp xuyên qua cấm chế, xuất hiện ở xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy những tia chấp này sẽ nhấn chìm hắn, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, chợt mở miệng, hướng về phía tia chấp trước mặt, hút mạnh một cái. Khi cảnh tượng như vậy, bị lão già kia nhìn thấy được. Hắn sừng sốt một chút, sau đó lớn tiếng cười rộ lên. Lại có một kẻ muốn đi nuốt tia chớp, làm vậy không phải là tìm chết sao. Lão phu năm đó tự xưng là ly tổ, thân là tán tu bán thần bắc mạch, cũng cũng không dám đi nuốt những lôi đình hủy diệt này, bị nhốt ở chỗ. Này trong bao nhiêu năm tháng qua, ta đã thấy qua, ừ, a, à, tiếng cười của lão già mới vừa cất ra, một cái chớp mắt tiếp theo, thân thể hắn lại chợt điên cuồng run rẩy, trong mắt cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Bà ngoại ngươi, ngươi 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 ngươi, ngươi là thứ gì biến ra vậy? cho dù lôi tổ cho dù là ở dưới trận gió bão tia chấp này, cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vẻ mặt hắn hoảng sợ không có cách nào tin nổi, hắn chỉ vào Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc kêu lên, thời khắc này, theo Bạch Tiểu Thuần hắn hút một cái, nhất thời lại có hơn 10 tia chớp, trong phút chốc bị hút vào trong miệng hắn. Đây là do hắn cẩn thận từng ly từng tí, mới miễn cưỡng làm được. Sau khi hút xong, hắn lập tức phát tu vi ra ngoài, toàn lực ngăn cản những tia chớp khác công kích. Mà theo tia chớp bị Bạch Tiểu Thuần nuốt vào trong miệng, ở trong sự kích động của mình, hắn lập tức phát hiện những tia chớp lại có thể ở bên trong thân thể tự mình tiêu tan, hóa thành lực lượng thiên địa kinh người, lại trực tiếp chạy ở bên trong kinh mạch. Hơn 10 tia chớp, rốt cuộc có thể so với hơn 10 ngày hắn tu luyện. Mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời lại sáng lên, hơi thở cũng tràn ngập sự kích động mãnh liệt. Thời điểm hắn đưa mắt nhìn tia chớp ở bốn phía, đã không còn sợ hãi giống như trước nữa, mà là sự nhiệt tình như lửa. Thật sự có thể, trong sự phấn chấn, tu vi của Bạch Tiểu Thuần lại tản ra bốn phía xung quanh, lại hút vào một hơi. Lần này một hơi thở, hắn trực tiếp hút vào trên trăm tia chớp, phát ra tiếng nổ lớn. Từ phía xa nhìn lại, những tia chớp giống như từng con rồng ánh sáng, lúc này trong tiếng rít gào, trực tiếp đã bị Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống. Xác, mặt của hắn nhất thời ửng hồng, trong cơ thể rốt cuộc truyền đến những tiếng rắc rắc. Có thể so với linh lực tu luyện hơn 100 ngày, trong nháy mắt lại trực tiếp nổ vang ở trong cơ thể hắn. Trong tiếng nổ lớn, nhiều linh lực như vậy, khiến cho nhịp tim của Bạch Tiểu Thuần đập nhanh hơn. Đồng thời, hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào lại lập tức tu luyện nhật nguyệt trường không quyết ở trong cơ thể hắn một mặt trăng non đang nhanh chóng ngưng tụ ra mà khí thức tu vi của hắn đều ở trong một chớp mắt này rõ ràng cường hãn hơn so với trước một chút lão già kia tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này toàn thân hắn cũng hoàn toàn choáng váng điều này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn hắn là bán thần sinh trường ở địa phương bắc mạch thời điểm hắn cường hãn nhất tự xưng là lôi tổ đối với tia chớp lôi đình có thành tựu sâu đậm nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không dám cắn nuốt lôi đình. Bởi vì hắn biết, tia chấp ở cửu thiên vân lôi tông này tuyệt đối không tầm thường. Đó là hình chiếu của ý chí thiên địa, ẩn chứa lực hủy diệt, đủ để kinh thiên động địa. Nhưng hôm nay, ví dụ sống sờ sờ bày ra ở trước mặt hắn. Điều này khiến cho hơi thở của lão già cũng trở nên rối loạn, trong đầu chấn động không ngừng. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi, tia chấp này, có thể cắn nuốt, lão già bị giam giữ trong thời gian quá lâu, lại bị lật đổ tư tưởng cho tới thời khắc này đầu óc hắn có chút hỗn loạn. Hắn lại có thể cũng mở miệng, hướng về phía tia chớp ở bốn phía xung quanh hút một chút. mười 1411, Lão Đệ, ta có một bộ thần công. Chuyện được thực hiện bởi audio com Nhất thời liền có 10 tia chấp ầm ầm lao đến, bị hắn trực tiếp hút vào. Sau đó, trong mắt của lão già này thiếu chút nữa muốn nổ tung. Hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể run rẩy kịch liệt, còn phun ra một búng máu tươi lớn thật lâu sau đó hắn mới miễn cưỡng khôi phục lại, thời điểm lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt của hắn u oán vô cùng. Hắn nhìn thấy được chính là Bạch Tiểu Thuần lúc này đang lần thứ ba cắn nuốt tia chấp. Lần thứ ba này, Bạch Tiểu Thuần một hơi thở nuốt vào mấy trăm tia chấp. Ở nơi đó, hắn lộ ra vẻ mặt say mê hấp thu. Sự tương phản rõ ràng này, khiến cho lão già chỉ cảm thấy trong tâm thần dâng lên sóng lớn ngập trời, còn có loại cảm giác bất công mãnh liệt. Lúc này hắn cũng muốn phát điên, tại sao có thể như vậy được? không thể như vậy được, ta là bán thần, năm đó ta lại là lôi tổ. Thời điểm lão già ở đây phát điên, trận gió bão tia chấp lần này đã chậm rãi tiêu tan. Bạch Tiểu Thuần hấp thu xong mấy trăm tia chấp này, cảm nhận nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ nhất trong cơ thể mình hiện tại đã hoàn thành hơn phân nửa. Trong sự phấn chấn, hắn liếm môi một cái. Đối với trận gió bão tia chấp tiếp theo, hắn có cảm giác tràn ngập chờ mong. Cửu thiên vân lôi tông này đối với ta cũng không tệ lắm, nhốt ta ở tại một chỗ như vậy nơi đây đối những người khác mà nói là hành hạ, nhưng với ta mà nói, đây là đất lành của ta. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kích động, lúc này hắn đứng lên, không nhịn được cười ha hả. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ở đây đích xác là không có việc gì, Tu Vi lại còn tăng thêm một ít, tâm thần lão già dung chuyển kịch liệt, lúc này mắt hắn phát ra ánh sáng, vội vàng hô to. Tiểu huynh đệ, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, lông mày nhướng lên, nghiêng đầu nhìn về phía lão già. Lão khỉ, người có chuyện gì? Nghe được mình bị gọi là lão khỉ, ra mặt lôi tổ giật giật vài cái. Hắn biết đây là đối phương trả thù mình trước đó gọi hắn là con ngựa nhỏ. Tiểu huynh đệ, ngươi, ngươi mới vừa rồi làm sao làm được vậy? Lôi tổ hít một hơi thật sâu, cố gắng hết mức khiến cho mình thoạt nhìn hòa ái một chút. Hắn hoàn toàn không lưu ý chuyện mình bị gọi là lão khỉ. Trong mắt hắn mang theo sự chờ mong, hắn chờ mắt nhìn bạch tiểu thuần. Thật ra, hắn đã bị giam giữ ở chỗ này trong thời gian quá lâu. Hắn thấy được quá nhiều người bị tia chấp đánh chết, cũng thấy được không ít người vì nuốt tia trước mà tử vong, còn có rất nhiều người không chịu nổi sự hành hạ đã tự sát. nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người ở chỗ này không chỉ không có việc gì, ngược lại tu vi còn tinh tiến. lão khỉ, người biết khiêu vũ sao? nhảy một điệu múa thật đẹp cho đại gia giải buồn một chút. nếu như đại gia nhìn cao hứng, nói không chừng sẽ truyền cho ngươi một ít bí pháp, có thể khiến cho ngươi ở nơi này bất nhận một ít thống khổ khi lôi đỉnh cắn xé thân thể. tay áo của bạch tiểu thuần vung lên, ngạo nghễ mở miệng. Ngươi, lôi tổ nghe được lời nói này, chợt chừng mắt, lửa giận dâng lên, hắn là bán thần, cho dù hắn bị giam giữ ở chỗ này, mất đi tự do, nhưng tôn nghiêm vẫn còn. Cho dù bán thần của cửu thiên vân lôi tông đến, nhìn thấy được hắn, cũng không thể đi sỉ nhục như thế. Mắt thấy lão già này chừng mắt, bạch tiểu thuần cũng chừng mắt qua. Sắc mặt lôi tổ khó coi, chán chậm rãi nổi lên gân xanh. Ánh mắt hắn cũng trở nên thâm trầm, sau khi mắt đối mắt nhìn bạch tiểu thuần một lát, hắn chợt đứng dậy mặc dù linh lực khô cạn nhưng uy áp bán thần vẫn mãnh liệt ầm 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 bạo phát ra ở bốn phía xung quanh ảnh hưởng tới mây mù ở tám phương những sương mù này không ngừng cuồn cuộn tản về bốn phía xung quanh bạch tiểu thuần cũng bị dọa tới mức giật mình lui ra phía sau vài bước lúc này lão già kia rốt cuộc mới hít một hơi thật sâu thân thể hắn lại có thể từ từ uốn éo mặc dù thân thể hắn khô gầy nhưng có chút vận luật ở bên trong ngược lại cũng có vài phần tư thái thướt tha cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhất thời trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa thì bị sặc. Ngươi, ngươi thật sự lại nhảy sao? Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt thoáng nhìn, đã cảm thấy chịu không nổi. Hắn vội vàng lui ra phía sau, cười khổ mở miệng. Lôi tổ không để ý Bạch Tiểu Thuần, tự mình lại xoay tay một hồi mới khôi phục lại bình thường. Hắn liếc mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt cao ngạo, thản nhiên nói. Đây tính là cái gì? Lão phu ở chỗ này bị giam giữ quá lâu, trung quy cũng phải tìm một biện pháp giải sầu không có việc gì nhảy múa khiêu vũ, trái ba vòng, phải ba vòng. Cái cổ xoay xoay, mông xoay xoay, như vậy không được sao, nghe đối phương nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ như vậy, trong mắt bạch. Tiểu thuần chậm rãi lộ ra vẻ kính nể, hắn cảm thấy lão gia hỏa này là một thiên tài, nếu như đổi lại thành những người khác, bị giam giữ nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã sớm phát điên rồi. Nhưng hắn không chỉ không phát điên, thậm chí còn tìm ra phương pháp giải buồn như vậy. Tiền bối, chỉ riêng vũ đạo này của ngài, chờ sau khi ta thoát khỏi sự vây khốn, ta nhất định sẽ đưa ngươi mấy viên đan dược. bạch tiểu thuần hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: được rồi, không cần nói những lời thối tha đó làm gì, ngay cả lão khỉ ngươi cũng gọi được. người bảo ta nhảy, ta cũng đã nhảy. hiện tại ngươi hẳn là nên nói ngươi nuốt tia chớp thế nào chứ? trong mắt lôi tổ lại phát ra ánh sáng, nhìn lại với vẻ mong đợi. mắt thấy lão gia hỏa này vì muốn biết chuyện này đều làm ra cố gắng như vậy, bạch tiểu thuần cũng bội phục hắn cũng nói ra một phần sự thật chỉ có điều hắn chưa nói lão gia hỏa này biết suy đoán của bạch hạo chỉ nói là bản thân mình năm đó nuốt thiên kiếp từng cảm nhận được bên trong thiên kiếp lôi đình ẩn chứa sức sống cho nên trước đó mới thử một chút lão già không tin vào lời nói này nhưng hắn có hỏi thế nào cũng không hỏi ra được điều gì khác lão già có chút tức giận ngồi xổm ở nơi đó suy nghĩ hồi lâu mắt thấy lại có một trận gió báo tia chấp đến bạch tiểu thuần lộ ra vẻ mặt hưng phấn tiếp tục cắn nuốt tu luyện hâm mộ trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt, lại như vậy, qua 10 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần hấp thu tia chớp càng lúc càng nhiều. Nhật Nguyệt Trường không quyết của hắn lại có thể đạt đến tầng thứ nhất đại viên mãn. Mắt thấy hắn sẽ đột phá, bước vào tầng thứ hai. Chương 1412, đừng làm phiền ta một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lôi Tổ thật sự không nhịn được, lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng hắn rầu dĩ một phen, sau đó, hắn bỗng nhiên mở miệng, "Tiểu huynh đệ, Người xem chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ này, cũng là có duyên. Người bị nhốt ở chỗ này, ta cũng cảm nhận được nỗi hận của người đối với Bắc Mạch. Ta cũng hận, chúng ta là Minh Hữu Người nói cho ta biết biện pháp hấp thu. Sau khi ta thoát khỏi sự vây khốn, sẽ giúp người đối phó với Bắc Mạch. Người thấy như thế nào? Bạch Tiểu Thuần đưa mắt liếc nhìn lão già, lại không có để ý tới, tiếp tục cắn nuốt tia chấp hấp thu, cảm nhận tu vi trong cơ thể tăng trưởng. Đồng thời, hắn cũng đang toàn lực trùng kích tầng thứ nhất của nhật nguyệt trường không quyết này dựa theo hắn tính toán, lại thêm mấy lần gió bão tia chớp, hắn có thể đột phá nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ nhất, bước vào cảnh giới tầng thứ hai. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần không để ý tới mình, lôi tổ dối rắm một lát sau hung hăng cắn răng một cái, giống như dưới nào đó quyết tâm, lớn tiếng nói. Lão đệ, ta có một bộ phương pháp thần thông kinh thiên động địa. Chúng ta trao đổi thì như thế nào? Nói xong, thấy Bạch Tiểu Thuần lần này nhìn liền cũng không nhìn mình, lôi tổ càng sốt ruột. Thần thông này của ta rất lợi hại, đó là vân lôi nhân tổ một trăm biến cửu thiên vân lôi tông cũng có bí pháp này chẳng qua là không chọn vẹn khi tu luyện sẽ dẫn đến thần hồn phân liệt ta có bộ thần thông hoàn chỉnh uy lực minh mông trong chớp mắt khi giọng hắn truyền ra cho dù bạch tiểu thuần đang hấp thu tia chớp cũng sửng sốt một chút nhìn về phía lão già Người mới vừa nói thần thông gì vân lôi nhân tổ một trăm biến bạch tiểu thuần có phần há hốc mồm hắn biết thần thông này thậm chí còn tự mình đối kháng qua đây chính là đòn sát thủ của vân lôi tử nhất là sau khi vân lôi tử xong tử dung hợp, cho thấy vân lôi nhân tổ biến đổi lần thứ 8, hóa thân nhân tổ, khiến cho bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần, lần đầu bị trực tiếp tan vỡ. Cảnh tượng lúc đó, đến nay vẫn còn là ký ức mới mẻ trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí hắn cũng nhớ thương công pháp này trong lòng, đáng tiếc đây là bí pháp bất truyền của Bắc Mạch, cho dù là tu sĩ Bắc Mạch, người có thể có tư cách tiếp xúc, cũng có thể đếm được trong một bàn tay. Mà lúc này, lão nhân này bị giam giữ ở chỗ này, lại nói tới môn công pháp này nhất là ba chữ một trăm biến này khiến cho bạch tiểu thuần cũng ít vào một hơi mắt không khỏi trợn trừng lên lão khỉ ngươi lừa gạt ai vậy thật sự cho rằng ta chưa từng tiếp xúc qua thần thông vân lôi nhân tổ này sao lôi tổ trợn trừng mắt hoàn toàn không có chút xấu hổ nào khi bị vạch trần hắn cũng định nói cho cái tên vang dội một chút để thu hút sự chú ý của bạch tiểu thuần lúc này hắn vỗ đầu một cái cười khan một tiếng ta từng này tuổi rồi trí nhớ không được tốt ta nhớ ra rồi là vân lôi nhân tổ thập nhất biến lần này sẽ không sai, chính là thập nhất biến. Để chứng minh lời mình nói là thật trăm phần trăm, lôi tổ lại bổ sung vài câu. Trong đó vừa đến tủ biến, là tu sĩ ngưng tụ ra pháp tướng nhân tổ. Cho đến sau khi dung hợp với nhau, trở thành nhân tổ. Thập biến không được, đó là biến mắt trái của bản thân thành trăng sáng. Về phần thập nhất biến cuối cùng, càng kinh thiên động địa hơn. Đó là biến hóa mắt phải thành mặt trời. Nói là thập nhất biến, nhưng hai biến cuối cùng uy lực quá lớn. Một khi tu thành bất kỳ biến nào, cũng có thể từ trong không trung tăng mạnh chỉ ít lực của ba biến. Nếu có thể thu thành tất cả, vậy thập nhất biến cũng trở thành thập thất biến. Nghe đến đó, Bạch Tiểu Thuần có chút hoảng hốt, nhịp tim đập không nhịn được tăng nhanh. Năm đó Cửu Thiên Vân Lôi Tông thèm muốn đối với công pháp này của lão phu, sử dụng thủ đoạn hèn hạ đánh cắp cửu biến đầu. Nhưng hai biến cuối cùng này trước sau không có được, lúc này mới giam giữ lão phu ở chỗ này, tất cả không phải là vì hai biến cuối cùng sao? Lôi Tổ mắt thấy Bạch Tiểu Thuần giống như động tâm, vội vàng lại khoe khoang thêm vài câu về phần lời hắn nói là thật hay giả chỉ có một mình hắn biết được bạch tiểu thuần không tin cử thiên vân lôi tông giam giữ người này chỉ vì hai biến cuối cùng thật ra có quá nhiều biện pháp có thể thu lấy ví dụ như chuẩn bị một tu sĩ với trạng thái giống như bạch tiểu thuần hiện tại là có thể lừa gạt được hai biến cuối cùng này nhưng điều khiến hắn vẫn động lòng khiến cho tim hắn đập rộn lên lại là thập nhất biến do lôi tổ nói tới biến con mắt trái thành trăng sáng ta tu luyện nhiệt nguyệt trường không quyết là quyển khuyết chỉ có nguyệt quyết, ba tầng sau đại viên mãn, sau khi đột phá, có thể khiến cho tu vi của ta từ thiên nhân sơ kỳ bước vào thiên nhân trung kỳ. Chỉ là công pháp này không có phần tiếp sau, mà nhân tổ thập nhất biến này, có liên quan đến chăng, có lẽ có thể dung hợp chúng lại một phen. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, càng thêm động tâm, hắn không quan tâm cuối cùng có thể thành công hay không. Hắn cảm thấy chỉ ít cũng có thể thử một chút xem sao. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần không thể để lộ ra suy nghĩ trong tâm tư của mình. Quan trọng nhất, ở trong cảm giác của Bạch Tiểu Thuần, cái lão khỉ bên cạnh kia mặc dù bị giam giữ ở chỗ này rất lâu, đầu có chút không được tốt, nhưng dù sao cũng là cường giả bán thần. Muốn nhận được công pháp từ trong tay hắn, tất nhiên phải bỏ ra cái giá rất lớn. Hơn nữa, có một chút không cẩn thận, công pháp tồn tại vấn đề, lấy tu vi của mình sợ là cũng nhìn không ra được đầu mối. Còn phương pháp nuốt tia chấp này, chính bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không biết là công pháp gì, vậy làm sao có thể cho đối phương. Phải chỉ dẫn lão khỉ này không nên công pháp, chỉ cần lực lượng thiên địa mới có thể. Bạch Tiểu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì, hắn không cho được phương pháp cắn nuốt tia chớp, mà nếu quả thật tia chớp này ở trong cơ thể hắn chạy một vòng, sau đó biến thành có thể bị lão khí hấp thu lực lượng thiên địa, như vậy Bạch Tiểu Thuần lại có nắm chắc rất lớn, đổi lấy công pháp. Chỉ có điều trước tiên là hắn có thể thay đổi cấu tạo của tia chớp. Vì vậy hắn nghiêm mặt, vẫn không có để ý tới Lôi Tổ. Hắn nhắm mắt tiếp tục cắn nuốt tia chớp ở bốn phía xung quanh, đồng thời âm thầm thử chương 1413, đừng làm phiền ta, hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lôi tổ đợi nửa ngày, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ở đây lộ ra vẻ mặt không có hứng thú, trong lòng cũng dối rắm Lại như vậy, lại qua 7-8 ngày, Bạch Tiểu Thuần trước sau đều tiến hành tu luyện. Khí tức của hắn còn tăng lên với một loại tốc độ khủng khiếp. Vô số tia chấp trong lôi ngục này chính là dinh dưỡng tốt nhất, cần nhất để hắn tu luyện. Trong vòng 7-8 ngày ngắn ngủi, số lượng tia chớp hắn nuốt vào đã lên tới chừng hơn vạn. Có thể tương đương với khi hắn bế quan nửa giáp, loại tốc độ tu luyện này, cho dù là bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy kinh tâm động phách, thậm chí có cảm giác không thật. Chẳng lẽ Cửu Thiên Vân Lôi Tông này thật sự là địa phương tạo hóa của ta? Tâm thần Bạch Tiểu Thuần dao động, cảm nhận tu vi trong cơ thể mình. Sau khi từng trải việc hấp thu những tia chớp này, lúc này hắn đã đột phá Nhật Nguyệt Trường không quyết tầng thứ nhất từ lâu. Thậm chí ngay cả tầng thứ hai, đều rất gần với đại viên mãn cứ tiếp tục như thế để tính toán, lại thêm nửa tháng. Ta có thể đột phá tầng thứ hai, bước vào thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong, nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ ba. Bạch Tiểu Thuần kích động, lúc này cho dù là bán thần Bắc Mạch muốn thả hắn ra ngoài, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp, khiến mình một lần nữa bị giam giữ ở chỗ này. Thậm chí, ta có thể ở chỗ này, đột phá nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ ba, khiến cho tu vi của bản thân từ thiên nhân sơ kỳ. Thăng cấp đến thiên nhân trung kỳ, nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy tốc độ máu lưu chuyển trong toàn thân cũng nhanh hơn rất nhiều, hơi thở vô cùng kích động. Nếu ta có thể đạt đến thiên nhân trung kỳ, vân lôi tử đã nhằm nhò gì? Phùng Trần Tính là cái chim gì? Năm đại thiên nhân bắc mạch cùng tiến lên, Bạch Tiểu Thuần còn không sợ. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên từng tia sáng, trong đầu hắn hiện lên huyễn tưởng tuyệt vời này, ánh mắt hắn nhìn những tia chớp ở bốn phía xung, đã mang theo sự si mê điên cuồng. Đồng thời, trong 7-8 ngày này, Bạch Tiểu Thuần cũng nhiều lần thử hút tia chớp, tiêu tan khí tức hủy diệt của nó, chỉ để lại lực lượng thiên địa. Mặc dù trong 10 tia chớp chỉ có thể thành công một lần, lại ẩn chứa lực lượng thiên địa không nhiều lắm, nhưng cuối cùng có thể miễn cưỡng làm được. Tiểu huynh đệ, trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang kích động, lôi tổ ở trong lao ngục cách đó không xa, giàu dĩ bảy tám ngày. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mở miệng, thật ra mấy ngày qua hắn đã tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nuốt vào từng tia chớp, nhìn khí thức của Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng mạnh, hắn hâm mộ đến cực hạn. Cảm giác này giống như trong lòng đang ngứa như nhau, khiến cho hắn có chút phát điên tiểu huynh đệ ngươi hãy nghe ta nói chúng ta trao đổi công pháp thì như thế nào ngươi dạy ta phương pháp nuốt tia chớp ta dạy cho ngươi vân lôi nhân tổ thập nhất biến này không có hứng thú bạch tiểu thuần cũng không ngẩng đầu lên mí mắt cũng không giật một cái tiếp tục nuốt tia chớp ngươi đây chính là bí pháp bất truyền của ta toàn bộ đại lục thông thiên cũng không có mấy thứ có thể so sánh được với hắn lôi tổ càng nóng nảy hơn vội vàng nói nói không có hứng thú ngươi có thể yên tĩnh một chút hay không phương pháp nuốt sấm xét ngươi đừng suy nghĩ tới không có khả năng bạch tiểu thuần nhíu mày không kiên nhẫn mở miệng sau đó hắn lại tiếp tục cắn nuốt tia chớp trong lòng lôi tổ đã bắt đầu chửi má nó hắn hạ quyết tâm trên công pháp mình sẽ động tay động chân một chút nhất định phải khiến cho người này dưới tình huống không nhìn ra được tu luyện đến trình độ nhất định xuất hiện tình hình thân thể phân liệt không thể đi ngược lại nhưng biểu hiện ra ngoài lại chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười suy nghĩ của hắn nhanh chóng xoay chuyển hắn xem như đã nhìn ra không phải đối phương không có hứng thú đối với công pháp này của mình mà là rất coi trọng đối với phương pháp nuốt tia chớp này không có khả năng trao đổi với mình mà hắn cũng thực sự không có vật gì có thể trao đổi lúc này hung hăng cắn răng một cái lôi tổ mở miệng lần nữa ta không cần phương pháp cắn nuốt tia chớp nữa ngươi ngươi có thể cho một ít ta lực lượng thiên địa ẩn chứa bên trong tia chớp này hay không ta sẽ sử dụng công pháp trao đổi bạch tiểu thuần nhất thời động tâm nhưng ngoài mặt hắn vẫn giả vờ không có hứng thú, không để ý chút nào. Cho đến khi lôi tổ làm nhảm vài câu, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới ngẩng đầu lên. Tay phải hắn rất tùy ý vung lên, nhất thời một tia chấp bị hắn hút vào trong miệng, chạy một vòng ở trong cơ thể hắn, sau đó tiêu tan ý hủy diệt, theo tay phải của hắn, trực tiếp lại bay vút lên. Mặc dù ta có hứng thú đối với thần thông này của ngươi, nhưng lại không có thời gian tu luyện. Ngươi không phải là có thể bị hấp thu lôi đình sao. Cho ngươi một đạo, cầm miệng cho ta, an tĩnh một chút, đừng quấy rầy ta. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ liếc mắt nhìn, giống như đang bố thí vậy. Không nhịn được nói, ầm, một tiếng động lớn vang lên, tia chớp này lại xuyên qua cấm chế, thình lình xuất hiện ở trước mặt Lôi Tổ. Lôi Tổ sửng sốt, hắn chẳng thể ngờ tới, mình tốn tất cả biện pháp muốn đi trao đổi lực lượng thiên địa, đối phương lại có thể tùy ý ném cho mình một cái như thế. Thậm chí cũng không muốn thần thông của mình, chỉ là để cho mình đừng đi làm phiền. Nhưng Lôi Tổ không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nhãn lực của hắn lập tức liền nhìn ra được sự khác thường của tia chấp này hắn hút mạnh một cái nhất thời tia chấp này đã bị hắn hút vào trong cơ thể trong nháy mắt thân thể lôi tổ truyền đến những tiếng rắc rắc thân thể khô gầy này của hắn rốt cuộc xuất hiện một ít ánh sáng rực rỡ mặc dù lực lượng thiên địa ẩn chứa bên trong tia chấp này rất ít nhưng đối với lôi tổ ở bên trong thân thể đã vạn năm không thể nghiệm qua cảm giác có lực lượng thiên địa lưu truyền mà nói linh lực này quá tuyệt vời khiến cho hắn không khỏi kích động run rẩy tiểu huynh đệ, ngươi có thể đừng quấy giày ta hay không? A, à, bạch tiểu thuần giả vờ tức giận, ngẩng đầu lên, sau đó lại ném ra một tia chớp đã bị hấp thu. Lôi tổ lập tức câm miệng, rất sợ chọc giận bạch tiểu thuần, vội vàng hấp thu. Lần này hắn càng kích động hơn, trơ mắt nhìn bạch tiểu thuần, lặng lẽ chờ đợi. Nhưng hắn đợi cho đến năm ngày sau, bạch tiểu thuần hoàn toàn không có để ý tới mình, lôi tổ sốt ruột. Trường 1414, người tuổi trẻ bây giờ đều không muốn sống như thế sao? một chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com nếu như không có được dành cho lực lượng thiên địa hắn mặc dù hâm mộ nhưng có thể khống chế được một chút nhưng bây giờ sau khi hưởng qua ngon ngọt cảm giác được linh khí chạy trong cơ thể khiến cho khát vọng muốn thu được lực lượng thiên địa của hắn càng mãnh liệt hơn so với trước kia rất nhiều cái đó lôi tổ thận trọng mở miệng lời nói vừa ra bạch tiểu thuần bất đắc dĩ mở mắt ra lại ném tia chớp qua cứ như vậy thời gian trôi qua cực nhanh Thoáng cái nửa tháng đã trôi qua, liên tiếp như vậy, Bạch Tiểu Thuần đã cho lôi tổ tám tia chấp. Trong những lần như vậy, khát vọng của lôi tổ cũng đã nhảy lên tới cực hạn. Trong lòng hắn cảm thán, thứ thần thông mình coi như chân bảo, ở trong mắt đối phương, sợ là thật sự không có mấy hứng thú. Nếu không, đối phương tại xoa không hỏi một câu, chỉ vì để cho bản thân mình ngậm miệng, lại cho tám tia chấp, loại cảm giác tài lớn khí thôn này, khiến cho lôi tổ cảm thấy mình so sánh với hắn, thật sự giống như ăn mày. Bạch Tiểu Thuần ở đây đã nửa tháng, trong khoảng thời gian này, hắn đã đột phá nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ hai, bước vào đến cảnh giới tầng thứ ba. Khí tức mạnh hơn, đồng thời, hắn cũng bắt đầu cân nhắc tới vân lôi nhân tổ thập nhất biến của lôi tổ. Vì vậy, một ngày, sau khi lại cho lôi tổ tia chấp, Bạch Tiểu Thuần giống như tùy ý, mở miệng hỏi một câu. Lão khỉ, người trung quy luôn nói khoác vân lôi nhân tổ một trăm biến lợi hại tới mức nào. Mau nói công pháp cho ta nghe một chút đi, lôi tổ có chút do dự, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy hắn như vậy, thần sắc lập tức lộ vẻ bất mãn, tràn ngập ghét bỏ. Lão khỉ, mỗi thời đại đều khác nhau, công pháp này của ngươi, ta thật sự không có hứng thú quá lớn. Giống như lực lượng thiên địa ở trong mắt ngươi là vô cùng chân quý, với ta mà nói chính là chín châu mất một sợi lông. Đã như vậy ngươi còn keo kiệt, lực lượng thiên địa của ta mặc dù nhiều, nhưng xem ra vẫn phải quý trọng một chút. Lôi tổ vừa nghe, nhất thời sốt ruột, cười khổ thở dài. Tiểu gia hỏa nhà ngươi, không quan tâm ngươi có phải tận lực chế tạo ra loại cảm giác này hay không nói chung người thắng lôi tổ thở dài một tiếng tuy rằng hắn bị nhốt ở chỗ này quá lâu dẫn đến đầu óc có phần không được linh mẫn nhưng hôm nay nếu như hắn vẫn không nhìn ra được thủ đoạn của bạch tiểu thuần sợ là cũng không sống được tới hiện tại chỉ có điều nhìn ra thì nhìn ra hắn cũng không thể tránh được linh khí thiên địa mình khát vọng đối phương cầm giữ ở trong tay hơn nữa phương pháp này hắn thấy cửu thiên vân lôi tông cũng không thể làm được quan trọng nhất phân lôi nhân tổ thập nhất biến mặc dù lợi hại nhưng hắn biết bán thần của cửu thiên vân lôi tông tuyệt đối sẽ không vì một công pháp bố trí cạm bẫy như vậy dẫn dụ mình bước vào sau khi suy nghĩ một hồi như thế đối với chuyện bạch tiểu thuần ở đây trong lòng hắn cũng dâng lên một chút xúc cảm dù sao loại thủ đoạn này hắn hiện tại sau khi nhìn thấu cũng cảm thấy rất tán thưởng đây không chỉ là đơn giản lấy mạng của mình như vậy mà là ngay cả tâm tính của mình cũng tính vào nhất là cách làm đối với tia chớp trước đó giống như câu cá khiến mình hoàn toàn mắc câu có thể nói từ đầu tới cuối, đều bị đối phương nắm ở trong tay. Tất cả những điều này, cũng làm cho lôi tổ hiểu ra. Sau đó trong lòng hắn nói thầm, đồng thời, trong ánh mắt hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, cũng không nhịn được lộ ra vẻ thưởng thức. Mà thôi, Tiểu Gia Hỏa, ta cũng không cần nhiều lực lượng tia chớp của ngươi. Cho ta một trăm đạo hóa thành linh loại trong cơ thể ta, vậy là đủ rồi. Về phần thần thông, ngươi lại nghe cho kỹ. Lôi tổ hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra tinh quang, đôi môi thoáng động, lại có thể chủ động, truyền tất cả khẩu quyết vân lôi nhân tổ thập nhất vào trong đầu bạch tiểu thuần lần này hắn không có một chút che giấu nào hoàn toàn báo cho bạch tiểu thuần biết vào vào giờ phút này phong phạm bán thần từ trên chuyện này đã lộ rõ không thể nghi ngờ dường như hắn không lo lắng bạch tiểu thuần sẽ không cho hắn một trăm đạo tia chấp trên thực tế cũng đúng là như thế đối với một phú ông tùy ý liền có thể ném cho mình tám chín tia chấp mà nói lôi tổ biết rõ một điểm đây chính là mình cũng nên phóng khoáng một chút bạch tiểu thuần có chút xấu hổ Hắn cảm thấy da mặt mình vẫn quá mỏng, lúc này, sau khi bị vạch trần, hắn không nhịn được vội ho một tiếng, nhanh chóng nhớ kỹ khẩu quyết phân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến đang vang vọng ở trong đầu. Càng nghe hắn càng phấn chấn, cho đến sau khi hoàn toàn nhớ kỹ, Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại cẩn thận phân tích một lát. Thời điểm đôi mắt mở ra, trong mắt hắn đã có sự kích động. Nhìn sơ bộ, có thể nối tiếp với Nhật Nguyệt Trường Không Quyết. Bạch Tiểu Thuần có chút phấn chấn, hắn lập tức liền trực tiếp cho Lôi Tổ hơn 10 tia chớp. Tính toán ra tổng cộng đưa ra cho lôi tổ 50 tia chấp, sau đó Bạch Tiểu Thuần mới dừng lại. Vẫn mong tiền bối hiểu, vãn bối hành sự cẩn thận. Còn sót lại, chờ lúc ta rời đi, sẽ cho ngài nốt. Bạch Tiểu Thuần cũng không giấu giếm suy nghĩ của riêng mình, nhìn lôi tổ, khách khí nói. Đối với cách làm của Bạch Tiểu Thuần, lôi tổ cũng có thể hiểu được. Hắn hừ một tiếng không nói chuyện, nhắm mắt chuyển hóa những tia chấp mình hấp thu thành lực lượng thiên địa, ở bên trong thân thể chậm rãi ngưng tụ ra một quả linh loại. Mắt thấy lôi tổ ngầm thừa nhận chuyện này, Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày tới hắn vừa phải tu luyện, cùng lúc cũng phải lưu ý tới lôi tổ. Đồng thời, còn cân nhắc biện pháp thu được thần thông, rất phí tinh lực. Lúc này cuối cùng đại công cáo thành, cùng lôi tổ đạt được giao hẹn. Trái tim hắn mới yên ổn xuống, bắt đầu toàn lực ứng phó cắn nuốt tia chấp, tăng nhanh tu hành. Từ khi bị giam giữ ở chỗ này, cho đến hiện tại, thời gian đã sắp tới 2 tháng. Nhật Nguyệt Trường không quyết liên tiếp đột phá, đã từ tầng thứ nhất nhảy lên tới tầng thứ ba tu vi của hắn cũng càng ngày càng tăng. Lúc này tu vi vận chuyển, khí thức mạnh mẽ, đã đặc biệt đến gần thiên nhân trung kỳ. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho mọi người ở bên ngoài phải chấn động. Đáng tiếc người ngoài cho dù có biết, cũng chỉ có thể hâm mộ, làm không được phương thức tu luyện giống như Bạch Tiểu Thuần. Trường 1415, người tuổi trẻ bây giờ đều không muốn sống như thế sao? 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Hiện tại có hai mục tiêu, một là đột phá nhật nguyệt trường không tầng thứ ba, tu vi chân chính bước vào thiên nhân trung kỳ. Sau đó, chính là phải tu luyện vân lôi nhân tổ thập nhất biến, khiến cho nó cùng nhật nguyệt trường không dung hợp hoàn mỹ. Trong lòng bạch tiểu thuần nóng như lửa, thời điểm hắn cảm nhận nhật nguyệt trường không quyết trong cơ thể theo sự tu luyện, ngưng tụ ra loan nguyệt, hắn chợt ngẩng đầu, thần thức ầm ầm tản ra, bao phủ bốn phía xung quanh. Trong nháy mắt, chính là lại một trận bão tia chớp khác đến. Những tia chớp ở bốn phía xung quanh gào thét tới gần, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng tham lam, hắn bỗng nhiên mở miệng, hung hăng hút một cái. Hắn hút một cái này là dùng toàn lực, trong phút chốc, những tia chớp từ bốn phía xung quanh đã tới, lại có không ít tia chớp phản vẹo, giống như bị thay đổi phương hướng, lao thẳng đến trong miệng Bạch Tiểu Thuần. Ầm ầm ầm, một hơi thở, Bạch Tiểu Thuần lại nuốt mấy trăm tia chớp. Những tia chớp, dưới âm thanh đinh tai nhức óc, tất cả dung nhập trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp nổ tung, hình thành lực lượng thiên địa nồng đậm, dung nhập trong loan nguyệt của Bạch Tiểu Thuần khiến cho loan nguyện này phát ra ánh sáng lập lòe đẩy mạnh nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ ba không ngừng tinh tiến tới nhiều thêm một chút nữa đi hai tay của bạch tiểu thuần bấm quyết vung lên về bốn phía xung quanh lại hút một cái nhất thời lại có mấy trăm tia chấp nổ lớn tới gần rất nhanh nửa canh giờ đã trôi qua trận gió bão tia chấp ở bốn phía xung quanh cũng chậm rãi xuất hiện dấu hiệu phải lui lại từ đầu tới cuối bạch tiểu thuần mặc dù cắn nuốt không ít nhưng trên thực tế đối với những tia chất vô cùng vô tận kia mà nói chỉ là số lượng bé nhỏ không đáng kể mắt thấy trận bão tia chất sắp tan ra bạch tiểu thuần có chút không cam lòng hắn biết đợt tiếp theo cần phải chờ thêm hai canh giờ nữa hai tháng này đều như vậy ở trong sự phân tích của bạch tiểu thuần nếu như có thể thay đổi điểm này tốc độ tu luyện của mình sẽ càng nhanh hơn nghĩ tới đây bạch tiểu thuần chợt đứng lên hai tay bấm quyết tu vi trong cơ thể hắn tản ra một cách toàn diện ở bên ngoài thân thể không ngừng xoay tròn Hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này truyền ra những tiếng nổ ầm ầm ầm, hình thành lực dẫn cực lớn. Cùng lúc đó, Thông Thiên Pháp Nhãn của Bạch Tiểu Thuần cũng mở ra, cũng thi triển ra phương pháp dẫn lực và đẩy lực năm đó hắn nghiên cứu ra. Dần dần, những tia chớp ở bốn phía xung quanh vốn sắp tản đi, lại thật sự giống như bị hấp dẫn. Dấu hiệu tiêu tan dường như cũng chậm lại, đến cuối cùng, lại có phần nửa đều bị Bạch Tiểu Thuần giữ lại ở bốn phía xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng sấm ngập trời vang vọng lôi tổ ở bên cạnh cũng phải mở mắt ra khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy cho dù là hắn cũng phải hít một hơi lạnh người muốn làm gì vậy bạch tiểu thuần không có cách nào để ý tới lôi tổ lúc này hơi thở của hắn trở nên rồn rập tu vi đang tản ra đồng thời hắn cũng đang không ngừng cắn nuốt những tia chớp ở bốn phía xung quanh mỗi lần mở miệng đều mấy trăm tia chớp lôi đình lao đến dưới sự cứng rắn tu luyện cùng cắn nuốt này tu vi của hắn không ngừng tăng lên cho đến hai canh giờ sau những tia chấp ở bốn phía xung quanh bạch tiểu thuần mới bị hắn cắn nuốt được chừng một phần một trận bão tia chấp mới lại mở ra trong tiếng nổ vang bốn phương tám phương xung quanh hiện lên càng nhiều tia chấp hơn tất cả hội tụ ở chỗ bạch tiểu thuần ở trong sự cắn nuốt của bạch tiểu thuần ở dưới vòng xoáy hấp dẫn tu vi của hắn sau khi trận bão tia chấp mới này kết thúc lại có một nửa tia chấp lôi đình bị mạnh mẽ giữ lại bốn phía xung quanh kể từ đó theo thời gian trôi qua tia chấp ở chỗ bạch tiểu thuần lại càng lúc càng nhiều đến cuối cùng bao trùm phạm vi 10 dặm vuông, hình thành một mảnh lôi trì cực lớn. Mà lôi tổ đã sớm liên tục hít hơi lạnh, không tiếc triển khai công pháp của mình, mạnh mẽ khiến cho chỗ vị trí lồng giam của mình thay đổi, rời ra phía xa. Gia hỏa này điên rồi, hắn ở nơi này là tu luyện sao? Hắn làm vậy là đâm đầu vào chỗ chết thì có. Lôi tổ nhìn lôi trì với phạm vi 10 dặm kia, trong lòng hãi hùng khiếp vía. Bạch Tiểu Thuần cũng nơm nấp lo sợ, nhưng hiện tại hắn đâm lao phải theo lao. Hắn sớm đã loại bỏ vòng xoáy do tu vi ngưng tụ thành, nhưng hiện tại lôi trì đã thành, vô số tia chấp lôi đình ở cùng một chỗ hình thành lực lượng, hóa thành một hố đen tự nhiên, bất kỳ thời khắc nào cũng thu hút các tia chấp đến. Chơi lớn, Bạch Tiểu Thuần không khỏi khẩn trương, nhìn những tia chấp này. Hắn hung hăng cắn răng một cái, không lo được nhiều như vậy, ta hút, trong tiếng giống lớn, Bạch Tiểu Thuần điên cuồng cắn nuốt. Lực lượng thiên địa trong cơ thể cũng điên cuồng tăng mạnh. Nhưng vừa lúc đó, trong lúc Bạch Tiểu Thuần cắn nuốt hấp thu, vì một hơi thở của hắn cũng nuốt tới mấy trăm tia chớp. Những tia chớp ở bốn phía xung quanh bởi vì hội tụ quá nhiều tia chớp lôi đình. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần hút một cái, những tia chớp khác cũng gào thét đến. Cho dù Bạch Tiểu Thuần ngậm miệng, chúng vẫn lao thẳng đến thân thể của hắn. Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra, hắn không để ý tới hơn 10 trượng sẽ có tia chớp hạ xuống. Trong tiếng thét chói tai, hắn đang muốn lui về phía sau, nhưng vẫn muộn rồi. Trong tiếng nổ vang, hơn vạn tia chớp trực tiếp ầm ầm đánh tới, theo thân thể hắn lao vào trong cơ thể. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng cho dù hắn có thể nuốt tia sét lôi đình đi nữa, nhưng những tia chớp này quá nhiều, cũng khiến cho hắn thể nghiệm được cảm giác bị tia sét lôi đình cắn xé thân thể. Sự thống khổ này khiến cho nước mắt của Bạch Tiểu Thuần cũng trào ra. Lúc này hắn nhanh chóng lui về phía sau, muốn tránh những tia chớp lôi đình ở bốn phía xung quanh. Cho dù vừa rồi có hơn vạn tia chớp lôi đình đánh vào, lực lượng thiên địa bạo phát, khiến cho Nhật Nguyệt Trường không quyết tầng thứ ba đi thẳng đến đỉnh phong, gần đột phá. Mà tu vi của hắn lúc này cũng cuồng bạo vô cùng, vượt ra khỏi mức độ của thiên nhân sơ kỳ bình thường rất nhiều, đang tiến về phía thiên nhân trung kỳ, không ngừng trùng kích. Vậy cũng không được, mạng nhỏ là quan trọng nhất, tâm can bạch tiểu thuần run rẩy nhanh chóng lui về phía sau. chương 1416, Lôi Tông vô cùng kinh ngạc một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nhưng hắn vừa thoáng động, cũng hình thành lực kéo lại, phá tan sự cân đối của lôi trì, khiến cho bốn phía xung quanh lại có mấy vạn tia chớp trong nháy mắt bị đưa tới. Ở trong tiếng kêu thê lương thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần, chúng trực tiếp nhấn chìm hắn ở bên trong. Lần này tia chấp dung nhập quá nhiều, chỉ là trong phút chốc, Bạch Tiểu Thuần còn đang kêu thảm thiết, nhật nguyệt trường không quyết của hắn lại ầm ầm đột phá. Tu vi của hắn cũng từ thiên nhân sơ kỳ bạo phát, bước vào đến. Thiên nhân trung kỳ, phía xa, lôi tổ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, toàn thân run rẩy trợn tròn mắt, há hốc mồm. Thật đúng là thời đại khác nhau sao, người tuổi trẻ bây giờ, vì tu luyện, đều không muốn sống như thế sao. Trong lúc lôi tổ nghẹn họng nhìn chân chối, tia chớp ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần đã chậm rãi kết thúc. Toàn thân hắn run rẩy, trên đầu đều đang bốc khói. Toàn thân hắn đã bị mấy vạn tia chớp này ầm ầm đánh trong ngoài xém trong mềm. Cũng may tu vi khí thức của hắn lúc này đã không còn là thiên nhân sơ kỳ, mà là bước vào đến. Thiên nhân trung kỳ, nhật nguyệt trường không quyết không trọn vẹn, đã hoàn toàn viên mãn. Bên trong mắt trái của hắn, thình lình có một mặt trăng sáng, thoạt nhìn rất quỷ dị, giống như mặt trăng sáng này bất cứ lúc nào cũng có thể từ bên trong con mắt phía trái của hắn bay ra khiến cho bầu trời cao nơi đây xuất hiện thêm một mặt trăng loại thần thông kinh người này diễn biến thành hiện tượng dị thường nếu có người có hắn nhìn nhau sợ sẽ có cảm giác giống như tâm thần cũng bị mặt trăng sáng của hắn thu lấy nhưng đối với bạch tiểu thuần mà nói lúc này thân thể hắn không chỉ run rẩy tâm thần cũng đang run rẩy nếu có khả năng hắn tuyệt đối không muốn lại trải qua chuyện như vậy để đổi lấy tu vi đột phá thật sự cảnh tượng mấy vạn tia chấp vừa rồi lao tới, khiến cho hắn nghĩ tới, đã cảm thấy sợ hãi. Ta không muốn tu luyện nữa, Bạch Tiểu Thuần với vẻ mặt như đưa đám, lúc này đang run rẩy nhìn phạm vi mười dặm ở bốn phía xung quanh. Những tia chấp lôi đình không ngừng chạy, không ngừng đột ngột nổ tung, khiến cho hắn hoàn toàn không dám di chuyển. Hắn sợ, hắn rất lo lắng nếu mình thoáng động, những tia chớp ở bốn phía xung quanh lại lao tới. Trong sự lo lắng của Bạch Tiểu Thuần, thời điểm hắn quyết định chuẩn bị động thử một cái, một trận bão tia chớp mới từ bốn phía xung quanh lại nổ mạnh, lao đến. Có lẽ là bởi lôi trì quá lớn, hình thành lực hút cũng quá mạnh mẽ, dẫn đến trận gió bão tia chớp lần này lại có thể dồi dào hơn so với trước kia rất nhiều, ùn ùn từ tám phương gào thét kéo đến. Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt thoáng nhìn, lại kêu lên chói tai. Thân thể hắn nhanh chóng lui về phía sau, nhưng hắn lùi lại một bước, những tia chớp ở bốn phía xung quanh lại ầm một tiếng, đều lao thẳng đến chỗ hắn. Không cần, trong tiếng kêu lên đầy thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần, lôi tổ ở phía xa đã sớm chạy. Hắn thở hồn hển hoạt động lồng giam của mình, hắn cũng không quay đầu lại, trong miệng đã chửi bới. Đáng chết, thật không thông cảm cho lão nhân ra ta, ta tuổi tác thế này, còn phải mang theo lồng giam không ngừng hoạt động. Ta sống dễ dàng sao, trong lúc Bạch Tiểu Thuần bị những tia chớp nhấn chìm, đồng thời, bên ngoài cửu thiên vân lôi tông, cũng xuất hiện biến cố. Toàn bộ mặt đất mây đen của lôi tông đột nhiên lại chấn động một cái, giống như địa chấn khiến cho tất cả tu sĩ lôi tông ở trên mặt đất của mây đen lập tức cảm nhận được tất cả đều sửng sốt vô cùng kinh ngạc vừa rồi mặt đất chấn động sao làm sao có thể chúng ta là ở trên mây đen mây đen làm sao có thể chấn động được các ngươi có cảm thấy hay không mấy ngày nay những tia chớp ở lôi tông chúng ta hình như ít đi một chút các tu sĩ lôi tông mỗi người đều chẳng biết nguyên nhân tại sao trên thực tế kể từ sau khi bạch tiểu thuần bị giam giữ toàn bộ cửu thiên vân lôi tông xuất hiện sự an bình đã lâu ngày không gặp tu sĩ Vân Tông bình tĩnh, ban đầu, lôi tông ở đây có lo lắng, nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả đều chậm rãi yên lòng. Đối với lôi ngục của bọn họ, toàn bộ lôi tông đều đầy tự tin. Đám người Vân Lôi Tử cũng vậy, sau khi một lần nữa thể nghiệm ngày tháng không có bạch tiểu thuần, đối với loại an tĩnh này, bọn họ bỗng nhiên có cảm thán. Cũng chính là loại cảm thán này, khiến cho lúc này mây đen lôi tông chấn động, đặc biệt dụ cho người khác chú ý. Nhất là sau một lần chấn động, ở trong sự đặc biệt kinh ngạc của tất cả tu sĩ lôi tông, mây đen lôi tông này lại có thể xuất hiện chấn động lần thứ hai chấn động này còn có những tiếng nổ vang rì rầm vang vọng nhất thời mỗi một tu sĩ lôi tông đều la lên thất thanh thật sự chấn động không thích hợp tia chớp các ngươi nhìn những tia chớp kia trong những tiếng kêu đầy kinh ngạc cũng có người chú ý tới bên trong mây đen vốn mắt thường có thể thấy được từng tia chớp lúc này rốt cuộc rõ ràng đã giảm ít một chút cũng không ít tia chớp lóe lên trực tiếp chui vào sâu bên trong mây đen cảnh tượng như vậy khiến cho mỗi một đệ tử lôi tông dâng lên dự cảm không ổn mãnh liệt. Tại quan tài màu đen phía trên bầu trời, trong chớp mắt này, sắc mặt đám người vân lôi tử và các thiên nhân đều biến hóa. Mỗi một người đều nhanh chóng hạ xuống, chẳng lẽ lại là bạch tiểu thuần, đáng chết, không thể nào là hắn, hắn cũng đã bị nhốt. Trong sự hoảng sợ của mọi người ở nơi này, mây đen lôi tông lần thứ ba chấn động. Lần chấn động này còn mãnh liệt hơn, truyền ra những tiếng ầm ầm, vang vọng, rung chuyển cả bầu trời. Cũng chính là vào lúc này, ở sâu bên trong mây đen này, tại trung tâm của lôi trì, Bạch Tiểu Thuần đang hét thảm, hắn đã triển khai tốc độ tới mức cực hạn. Về phần cấm chế 10 triệu này đã sớm tan vỡ. Nhưng bất luận tốc độ của Bạch Tiểu Thuần có nhanh thế nào đi nữa cũng không có tác dụng. Những tia chấp đến từ bốn phía xung quanh hắn bắt đầu từ mấy vạn đã trở thành hơn 10 vạn không ngừng công kích tới. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhìn ra được, tốc độ của mình càng nhanh, những tia chấp bị hút tới lại càng nhiều. Nhưng hắn không dám dừng lại, một khi dừng lại hơn 10 vạn tia chớp này sẽ nhấn chìm hắn. Chỉ có điều chúng không ngừng lại, những tia chớp này chỉ càng lúc càng nhiều, điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần phát điên, tại sao có thể như vậy được? Chương 1417, Lôi Tông vô cùng kinh ngạc hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, nguy cơ ở trước mắt, ánh mắt hắn đều đỏ lên. Hắn hung hăng cắn răng một cái, đáng chết, liều mạng, những tia chớp này đều là lực lượng thiên địa, sợ cái lông, bản thân Bạch Tiểu Thuần tùy ý điên cuồng hét lên, hắn trực tiếp sửa theo khẩu quyết lôi tổ đưa cho, tu luyện vân lôi nhân tổ thập nhất biến. Vào giờ phút này, thân thể hắn bỗng nhiên dừng lại. Theo hắn dừng lại, hơn 10 vạn tia chấp ầm một tiếng lại tràn tới. Trong chớp mắt chúng đã bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào bên trong, giống như muốn xé rách thân thể hắn, trực tiếp nhảy vào trong cơ thể hắn. Chỗ đau của thân thể bị xé rách vẫn không tính là gì cả. Bạch Tiểu Thuần da dày thịt béo, còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận được, có thể khiến cho hắn không chịu nổi, chính là theo những tia chớp dũng mãnh tràn vào, trong cơ thể đang điên cuồng bạo phát linh lực thiên địa, khiến cho hắn giống như trở thành một quả bóng cao su không ngừng bị thổi phồng lên. Vân Lôi Nhân tổ đệ nhất biến, Bạch Tiểu Thuần cố nén cảm giác đau đớn mãnh liệt của thân thể. Trước mắt cũng hoa lên, hắn điên cuồng vận chuyển thần thông, biến lực lượng, thiên địa vô cùng vô tận trong cơ thể, đẩy mạnh Vân Lôi Nhân tổ thập nhất biến. Cũng chính là trong thời gian trước mắt, thân thể của Bạch Tiểu Thuần lại ầm một tiếng, trực tiếp trở thành kích thước chừng 10 trường. Một sự cuồng giã ở trên người hắn bạo phát ra, vân lôi nhân tổ đệ nhất biến, trong chớp mắt đã được hắn tu thành. Còn chưa kết thúc, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy lực lượng thiên địa trong cơ thể mình vẫn dồi dào. Mắt hắn đỏ lên, không lập tức tu luyện đệ nhị biến. Mà hắn vận chuyển nhật nguyệt trường không quyết, khiến hai loại thần thông này, theo dựa vào con mắt trái của chính mình, đi hoàn thành cái ghép. Loại cái ghép này, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể ở trên phân tích sơ bộ, cảm thấy có thể hoàn thành nhưng trên thực tế, trong lúc dung hợp, lại tồn tại quá nhiều khả năng thất bại. Nếu như đổi lại là nơi khác, sau một lần thất bại, Bạch Tiểu Thuần cần một ít thời gian chìm đắm vào trong đó, mới có thể triển khai lần thứ hai. Dù sao cho dù hắn có thể hấp thu lực lượng thiên địa, nhưng dung hợp hai thần thông, vẫn cần ở thời điểm tình trạng của hắn đỉnh phong, mới có thể thuận lợi tiến hành. Mà bây giờ, lực lượng thiên địa trong cơ thể dồi dào vô cùng. Bạch Tiểu Thuần cũng không có sự lựa chọn nào khác, hắn lập tức liền bắt đầu thử, lần lượt thất bại, lần lượt nổ lớn, lực lượng thiên địa trong thân thể lần lượt bị phát tiết ra ngoài. Cho đến sau khi thất bại hơn 10 lần, vào một lần cuối cùng, bên trong mắt trái của hắn lại trở tản ra ánh trăng kinh người. Ở dưới ánh trăng này, thân nhân tổ với kích thước 10 trượng của hắn lập tức lại khác hẳn với hình dạng của vân lôi tử trước đây. Trong trước mắt, một khí tức khó nói ở trên người bạch tiểu thuần tản ra. Nhất là nguyệt ấn ở trong mắt trái của hắn giống như ánh trăng sáng có. Thể soi sáng đêm tối, thành công, bạch tiểu thuần không có thời gian đi kích động, Lúc này lực lượng thiên địa trong cơ thể hắn, mặc dù hao phí hơn phân nửa, nhưng số còn sót lại vẫn khiến cho hắn cảm thấy thân thể giống như bị no quá sắp nổ. Rơi vào đường cùng, trong tiếng rít gào, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu tu luyện vân lôi nhân tổ đệ nhị biến. Không bao lâu, thân thể hắn ở trong tiếng nổ lớn, trực tiếp hóa thành kích thước chừng 20 trượng. Đệ nhị biến, thành công, còn chưa kết thúc, kế tiếp là đệ tan biến, đệ tứ biến. Trong những tiếng ầm ầm ở bên trong lôi trì, ở giữa vô số tia chớp lôi đình, thân thể Bạch Tiểu Thuyền từ 20 trượng biến thành 30 trượng, sau đó trở thành 40 trượng. Không nói có thể khởi động thiên địa, lại chấn động tám phương. Toàn thân hắn đầy khí thức cuồng dã, còn có thân thể vốn là bất tử cốt, phối hợp với nhân tổ thay đổi cường hãn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây, ở trên trình độ thân thể cường hãn, vượt qua nào đó cực hạn. Nếu như Vân Lôi Tử ở chỗ này, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ hoảng sợ đến cực điểm. Hai người bọn họ thi triển ra cùng một loại thần thông. Bạch Tiểu Thuần ở đây, rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhất là Nguyệt Ấn ở bên mắt phía trái, càng làm cho nhân tổ biến này có phạm vi uy lực bạo phát lớn. Nếu đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần nhất định rất kích động. Nhưng bây giờ, hắn đã nhận thấy được thân thể mình đối với hấp thu những tia chớp bên trong mây đen, giống như đã đến cực hạn nào đó. Trừ khi đổi lại một loại lực lượng tia chớp sấm sét, nếu không sợ là hấp thu nữa cũng không được bao nhiêu, cũng không có cách nào đi hấp thu. Điều này không có quan hệ với thần thông công pháp, thuần túy là cực hạn của thân thể, giống như đan dược, mà một khi đến lúc đó, những tia chấp ở bốn phía xung quanh, lại không còn là tầm bổ, mà trở thành căn nguyên có thể hủy diệt hắn. Nhưng những tia chấp ở bốn phía xung quanh, giống như cũng theo bạch tiểu thuần cường hãn, càng tới nhiều hơn. Trong tiếng nổ vang, lần này lại có hơn 10 vạn đạo, trực tiếp ầm ầm đánh tới. Bạch tiểu thuần khiếp sợ, thật sự muốn khóc, âm thanh của hắn cũng có phần nức nở, gào thét giống như uống rượu độc giải khát vậy. Vân lôi nhân tổ đệ ngũ biến, trong tiếng nổ vang, thân thể 40 trượng của Bạch Tiểu Thuần lại chợt bành trướng. Cho đến sau khi trở thành 50 trượng, phân lôi nhân tổ đệ ngũ biến, chợt hoàn thành. Thời khắc này, toàn thân Bạch Tiểu Thuần từ trên xuống dưới tản ra khí tức khủng khiếp. Nguyệt Ngân trong con mắt trái của hắn lập lè, khiến cho hắn mặc dù là đệ ngũ biến, nhưng nếu thật sự tính về chiến lực, xuất hiện thêm lực lượng của ba biến, cũng chính là đệ bát biến. Phải biết rằng trước đây sau khi vân lôi tử dung hợp, cũng chỉ là có thể bày ra đến đệ bát biến mà thôi, phát ra lực lượng vượt quá thiên nhân hậu kỳ, rất gần với thiên nhân đại viên mãn. Mà hôm nay Bạch Tiểu Thuần so với Vân Lôi Tử, lại càng muốn kinh người hơn. Nhưng hắn không có vui sướng, chỉ có sợ hãi. Sau khi tu luyện thành công Vân Lôi Nhân Tổ Đệ Ngũ Biến, thân thể hắn đối với những tia chấp của mây đen này đã đến cực hạn, lại không có cách nào đi hấp thu thêm một chút nào nữa. Mà những tia chấp này vẫn cuồng bạo, lúc này trong tiếng nổ vang, những tia chấp trực tiếp ầm ầm đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, khiếp sợ vội vàng bước nhanh ra, nhanh chóng bỏ chạy, tốc độ của hắn nhanh hơn so với trước kia rất nhiều. Đồng thời, những tia chớp này ở phạm vi bốn phía xung quanh cũng lớn hơn, số lượng lớn hơn nữa truy kích đến. Chương 1418, bảo, một, chuyện được thực hiện bởi audio com Không còn là hơn 10 vạn đạo, mà là gần trăm vạn đạo. Phóng tầm mắt nhìn lại, cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy, khiến cho Lôi Tổ đã tránh từ phía xa, hầu kết cũng lăn lộn, con mắt trợn trừng, lưỡi líu lại. Thân thể hắn run rẩy một cái, hoàn toàn không suy nghĩ tới chuyện Bạch Tiểu Thuần vẫn thiếu mình 50 tia chấp nữa. Hắn lập tức khống chế lồng giam, vội vàng lui về phía sau. Ngàn vạn lần đừng tới đây, ngàn vạn lần đừng tới đây, thân thể xương cốt của lão nhân gia ta không tốt, không chịu nổi. Vẫn là người tuổi trẻ bây giờ thật biết cách chơi, tâm thần lôi tổ run rẩy, vừa muốn lui ra phía sau. Bạch Tiểu Thuần ở bên trong lôi trì, kêu lên thảm thiết, cũng nhìn thấy được lôi tổ. Thần thức của hai người vừa mới tiếp xúc, lôi tổ lại hét lên một tiếng toàn lực, liều mạng trong tiếng nổ vang hắn mang theo lao mục chỉ trong trước mắt đã lao đi xa bạch tiểu thuần lộ ra vẻ mặt bi thương nhưng cũng không dám dừng lại hắn chỉ có thể ở bên trong mây đen này không ngừng bay nhanh nỗ lực rời khỏi lôi trì tràn ngập lôi đình cùng lực hút này những tia chớp ở bốn phía xung quanh cũng càng lúc càng nhiều rất nhanh mắt bạch tiểu thuần cũng phải trợn trừng hắn cảm nhận được bởi vì mình bay nhanh tia chớp ở bốn phía xung quanh càng thêm cuồng bạo lôi trì dần dần bất ổn muốn bạo phát sao Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy ầm một tiếng, ra đầu giống như muốn nổ tung. Trong tiếng thét chói tai hắn triển khai tốc độ cao nhất, điên cuồng chạy trốn. Phía xa, lúc này trong mắt lôi tổ cũng muốn rơi xuống. Tuy rằng hắn cũng rất lo lắng nhưng hơi thở lại dồn rập, có chút kích động. Phải bạo phát, tốt, nhiễu loạn càng lớn càng tốt. Nói không chừng, ta có thể nhân cơ hội chạy trốn. Tất cả những điều này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh ở trong thời gian rất ngắn. Thời khắc này bên ngoài, toàn bộ mây đen chấn động càng thêm mãnh liệt, thậm chí còn hoàn toàn không thấy được những tia chớp chạy loạn. còn có một cảm giác cuồng bạo khiến cho tất cả mọi người bất an, giống như từ bên trong mây đen nơi này đang nhanh chóng nổi lên. lúc này tất cả đám người năm vị thiên nhân bắc mạch phân lôi tử phùng trần đã hạ xuống lôi thông. mỗi một người khi nhìn thấy mây đen biến hóa, sắc mặt đều điên cuồng biến đổi. trong một chớp mắt này, thần thức của bọn họ còn tản ra, dung nhập trong mây đen. nhưng lôi ngục này không tầm thường thần thức của bọn họ lại không có cách nào tiến vào quá rộng. Bọn họ căn bản không nhìn thấy được chuyện đã xảy ra bên trong. Đây rốt cuộc là thế nào vậy? Đáng chết, nhất định là Bạch Tiểu Thuần, Phùng Trần, đều tại ngươi, trước đây ngươi không nên cho hắn ước. Pháp Tam Trương, còn có vân lôi tử nữa. Bạch Tiểu Thuần này chính là một tai họa, ngươi trêu chọc hắn làm cái gì hả? Theo sự lo lắng, ba thiên nhân bắc mạch khác cũng cũng không nhịn được, nhìn về phía vân lôi tử cùng Phùng Trần gầm khẽ, trách cứ oán giận sắc mặt phân lôi từ cùng phùng trần rất khó coi nhưng lại nói không nên lời trong lúc mọi người ở đây lo lắng bỗng nhiên bên trong quan tài thủy tinh trên trời cao một đạo thần thức khiến cho năm người kinh hãi bỗng nhiên tản ra trực tiếp dũng mãnh tràn vào bên trong mây đen rất nhanh từ bên trong quan tài thủy tinh này lại truyền ra một tiếng gầm thét giận giữ chấn động thiên địa bạch tiểu thuần giọng nói này truyền ra trong chớp mắt bóng người bắc mạch bán thần đã xuất hiện ở giữa không trung vẻ mặt lo lắng giống như nói nữ cũng không có thời gian tay phải hắn chợt dơ lên, trực tiếp vung lên, nhất thời một trận gió lốc lại trực tiếp tản ra ở lôi tông. Trong tiếng nổ lớn, cuốn tất cả tu sĩ lôi tông lên, ở một tích tắc này, trực tiếp chuyển rời đến phía xa. Sau khi bán thần Bắc Mạch làm xong tất cả những điều này, trong nháy mắt, một tiếng nổ lớn kinh thiên gần như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua ở Bắc Mạch, trực tiếp ở bên trong mặt đất mây đen của lôi tông, cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Âm âm âm, âm thanh cực lớn này trực tiếp khiến cho vô số tu sĩ bị chấn động phun ra máu tươi cho dù đám người vân lôi tử thân thể đều chấn động mãnh liệt nhanh chóng lui về phía sau lúc này bọn họ hoảng sợ nhìn tới mặt đất mây đen toàn bộ mặt đất mây đen lại trực tiếp nổ mạnh tất cả kiến trúc trên đó trong nháy mắt liền trở thành cho bụi từng tia chớp từ bên trong mây đen này phóng lên cao lao thẳng đến trời cao từ phía xa nhìn lại giống như con rồng tia chớp đang muốn chọc thủng trời xanh vào giờ phút này còn có một trùng kích kinh người ầm 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 khuếch tán về bốn phía xung quanh nó đi qua nơi nào thiên địa nơi đó thất sắc, phong vân cuồn cuộn, tiếng nổ vang vọng hồi lâu. mà mặt đất mây đen, vào giờ khắc này đã tan vỡ, lại có gần bốn phần khu vực trực tiếp lại vỡ nát diệt phong, thậm chí bức tượng chiến thần dưới mây đen lôi tông cũng xuất hiện từng vết nứt. thời điểm nhìn lại, giờ phút này cử thiên vân lôi tông giống như bị đánh vậy, vân tông mệt mỏi, bức tượng thiếu đi ngón tay cái, lôi tông sứt mẻ, không chỉ bức tượng đầy những vết nứt lan tràn, mặt đất mây đen cũng rút nhỏ không ít. vân lôi tử ngây người. Phùng Trần nhìn tới choáng váng, ba vị thiên nhân khác đều bối rối. Cho dù là bán thần Bắc Mạch, lúc này cũng tức giận tới mức toàn thân run rẩy, trong đầu chấn động không thôi, tóc cũng nhanh chóng dựng ngược. Càng không cần phải nói những tu sĩ lôi tông bị cuốn đi. Mỗi người đều không có cách nào tin tưởng được, nhìn lôi tông xa lạ, vẻ mặt mờ mịt. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh, cho nên bọn họ còn không có kịp phản ứng. So với lôi tông, thời khắc những tu sĩ vân tông đều hít một hơi lạnh, đồng thời trong lòng thầm cảm thấy may mắn cũng may bạch tiểu thuần không bị giam ở vân tông bọn họ đối với năng lực gây tại hỏa của bạch tiểu thuần đã sợ hãi đến thực hạn bạch tiểu thuần này chọc không được đâu thiên nhân lão tổ đầu óc hôn mê rồi đang yên đang lành lại muốn giới hạn hắn ở vân tông nhưng gia hỏa này có thể bán độc dược hại tu sĩ của vân tông ta sau khi không cho hắn bán đan dược hắn có thể trồng hoa hủy đi căn cơ của vân tông ta đến cuối cùng cũng nhốt hắn ở lôi ngục nơi được gọi là bán thần cũng phải nhận sự hành hạ gia hỏa này gia hỏa này lại có thể khiến cho lôi ngục phát nổ. Còn làm cho mặt đất lôi tông ít đi gần 4 phần. Chương 1419, bảo hai chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trời ạ, à, hắn còn là con người sao? Tu sĩ tinh không đạo cực tông làm sao sống được vậy? Không phải mọi người đều nói Bạch Tiểu Thuần này luyện đan mới có thể kinh thiên động địa sao? Nhưng hắn ở Bắc Mạch ta không luyện đan, cũng đã như vậy. Nếu hắn lại đi luyện đan, một mình hắn liền có thể hủy toàn bộ Bắc Mạch chúng ta, rất nhanh, từng tiếng bàn tán bát nháo, mang theo từng tiếng kêu kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi vang lên ở bên trong cửu thiên vân lôi tông cũng chính là vào lúc này. Có người chú ý tới, ở trên mặt đất khu vực mây đen đã ít khi bốn phần, có một thân ảnh toàn thân rất chật vật, từ từ bỏ ra. Sắc mặt bạch tiểu thuần tái nhợt, mồ hôi đổ đầy chán. Trong một cái chớp mắt vừa rồi này, hắn thiếu chút nữa đã bị nổ chết. Ta sau mày sẽ không hấp thu tia chớp nữa. Quá nguy hiểm, bạch tiểu thuần lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Vừa bò ra ngoài, Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét giận dữ cuồng bạo đủ để cho thiên địa run rẩy, lại từ phía trên hắn vang lên. Bạch Tiểu Thuần, tiếng gầm thét giận dữ này chính là do bán thần Bắc Mạch truyền ra. Lúc này hắn tức sùi bọt mép, âm thanh vượt qua thiên uy. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ tới mức chợt nhảy dựng lên, vẻ mặt khẩn trương. Bán thần Bắc Mạch đã một bước đi ra, mắt thấy sẽ lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nhưng đột nhiên, thân xác bán thần Bắc Mạch này đột biến. Rốt cuộc hắn thay đổi phương hướng, lúc bước chân hạ xuống, trực tiếp tiến về phía ở một mảnh khu vực trống trải ở trời cao phía xa lôi tổ người dám chạy lời vừa nói ra bán thần bắc mạch này giơ tay phải lên nhấn mạnh một cái nhất thời khu vực này liền trực tiếp sạt lở sập xuống thân thể lôi tổ này gầy giống như hầu tử vậy lập tức lộ rõ hắn không dừng lại xoay người lại nhanh chóng đi về phía trước toàn thân hóa thành tia chấp ẩm ẩm lao đi xa bán thần bắc mạch không rảnh để ý tới bạch tiểu thuần lúc này sắc mặt hắn thâm trầm cất bước trực tiếp đuổi theo đối với hắn mà nói, tầm quan trọng của lôi tổ này vượt xa so với đi trừng phạt Bạch Tiểu Thuần. Một cảnh tượng nghịch chuyển như vậy, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng chảy mồ hôi lạnh xuống. Bắc mạch này đã không có cách nào ở được nữa, phải nhanh trốn thôi, thân sắc Bạch Tiểu Thuần đầy bất an. Lúc này hắn cũng không để ý tới pháp chỉ của thiên tôn, thân thể chợt lao ra, tính chạy ra khỏi cửu thiên vân lôi tông. Nhưng ngay khi hắn đi ra, trong trước mắt, toàn thân phùng trần trong thiên nhân bắc mạch lại phát ra một tiếng giống to. Thân thể hắn ầm ầm, lao thẳng đến chỗ của bạch tiểu thuần hắn thật sự ủy khuất hắn có lòng ái mộ đối với đỗ lăng phỉ cho nên hắn nhìn bạch tiểu thuần cực kỳ không vừa mắt bởi vậy lúc trước mới có ước pháp tam chương thời điểm đặt ra ước pháp tam chương này hắn cảm thấy rất đắc ý hắn vốn định phải hành hạ bạch tiểu thuần nhưng lại không nghĩ tới hết lần này tới lần khác đều bị bạch tiểu thuần phá cuộc đến cuối cùng toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới đều đang oán giận hắn hiện tại hắn tức giận ngập trời ra tay chính là đòn sát thủ toàn thân hắn thình lình hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, giống như có thể đánh vỡ nát diệt phong thần hồn vậy, chớp mắt lại tới gần Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận, bỗng nhiên quay đầu, "Bạch Tiểu Thuần, ta nhịn ngươi đã quá lâu rồi." Phùng Trần giết gào, hóa thành tia chớp màu đỏ, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân có dao động tu vi thiên nhân trung kỳ, lúc này cũng đột nhiên bạo phát ra, hình thành một đòn giống như diệt sạch vậy, ngay lập tức tới gần về phía mi tâm của Bạch Tiểu Thuần mi tâm. Phùng Trần, ta cũng nhịn ngươi đã quá lâu rồi, thời điểm Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại, cũng đồng thời rít gào. Hắn đích xác là nhịn đã rất lâu, từ sau khi đi tới Bắc Mạch nơi này, lại trước sau đều phải chịu đựng. Hết ước pháp tam trương, tứ trương, ngũ trương, tất cả những điều này tích lũy lại, cho dù tính cách của Bạch Tiểu Thuần không muốn đánh đánh giết giết, cuối cùng cũng phải bạo phát, thời điểm hắn ở man hoang tôi luyện ra tính cách, cũng không tự chủ được thể hiện ra. Lúc này trong mắt hắn lộ ra sự tàn khốc, ở trong chớp mắt khi phùng trần đến, Nguyệt Ngân bên trong con mắt trái của Bạch Tiểu Thuần lập lè. Hắn, giơ tay phải lên, vung mạnh, bầu trời cao vốn trong sáng, lại trong một tích tắc này thật giống như bị một tấm màn đen che đậy, trong nháy mắt lại chỉ còn một mảnh tối tăm. Trong sự tối tăm này, trên bầu trời mặt trời bị che kín, lại có một mặt trăng sáng treo thật cao. Trong chớp mắt khi mặt trăng này vừa xuất hiện, tất cả mọi người của Bắc Mạch bốn phía xung quanh, toàn bộ tâm thần dao động giống như thần hồn bị hút đi. Phùng Trần cũng hít vào một hơi, hắn lập tức lại cảm nhận được một nguy cơ mãnh liệt. Trong sự hoảng sợ, thân thể hắn chợt xoay lại, lui về phía sau. Nhưng ngay khi hắn lui ra phía sau, đồng thời, trong miệng Bạch Tiểu Thuần truyền ra hai chữ âm u lạnh lẽo. Vẫn Nguyệt, lời nói vừa ra, thiên địa hình như càng tối tăm hơn. Ở tám phương có những tiếng nổ lớn vang lên, ở trên tia chớp màu đỏ do phùng trần, trong một chớp mắt này lại xuất hiện một nguyệt ngân. Nguyệt nhân này vừa huyễn hóa ra, lại lập tức tự mình hấp thu ánh trăng từ bốn phía xung quanh, khiến cho bản thân càng thêm sáng chói. Ầm ầm ầm, âm thanh mãnh liệt đúng là từ trong cơ thể phùng trần truyền ra tia chớp màu đỏ do hắn hóa thành lúc này nhất thời tan vỡ lộ ra bóng người bên trong tia chớp nguyệt ngân giống như từ bên trong xương trong tủy lúc này trong thân thể hắn vẫn tồn tại như cũ còn không ngừng khuếch tán ra theo nguyệt ngân mở rộng phùng trần phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết hắn hoảng sợ phát hiện nguyệt ngân này không chỉ thương tổn tới mình còn có tu vi của mình hình như tác dụng của nguyệt ngân này là đồng hóa lực lượng thiên địa trong cơ thể mình biến thành ánh trăng mà một khi hoàn toàn hoàn thành lại chẳng khác nào khiến mình hình thần câu diệt đây là thần thông gì vậy thân thể phùng trần thật giống như bị ngọn núi vô hình đánh xuống ở trong tiếng nổ lớn không ngừng lui về phía sau đối mặt với phương pháp vẫn nguyệt của bạch tiểu thuần hắn căn bản cũng hoàn toàn không có lực ứng phó thậm chí loại này giống như cải thiên hoán nhật thần thông này không cần tiếp xúc chỉ là ánh trăng chiếu dọi lại khiến mình bị tổn thương nặng nề trước đó hắn chỉ nhìn thấy qua phương pháp tương tự ở chỗ của bán thần chương 1420, ta cũng nhịn các người thật lâu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nhưng hôm nay, rốt cuộc từ trong tay Bạch Tiểu Thuần thi triển ra, toàn thân hắn nhất thời lại chấn động mãnh liệt, phun ra một búm máu tươi lớn. Thần sắc hắn đầy vẻ chấn động mang theo vẻ kinh hoàng không có cách nào tin tưởng nổi. Tất cả những điều này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ lúc phùng trần hóa thành tia chấp màu đỏ, cho đến khi tia chấp tan vỡ, hắn bị tổn thương nặng nề, tất cả đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, vô cùng nhanh chóng và mãnh liệt cho nên mọi người ở bốn phía xung quanh thời điểm mỗi người đều chưa kịp phản ứng tiếng kêu thê lương thảm thiết này của phùng trần đã truyền khắp tám phương bạch tiểu thuần cũng không nghĩ tới nhật nguyệt trường không quyết lại có uy lực kinh người như vậy lúc này ánh mắt hắn lóe lên tay phải bấm quyết lại chỉ ra một cái dưới một chỉ này trên bầu trời tối đen ánh sáng của mặt trăng này lại ảm đạm xuống tất cả ánh trăng giống như đều bị hút đi lấy phương thức nào đó chiếu ngược ở trên người phùng trần khiến cho nguyệt ngân trên thân thể phùng trần chớp mắt lại bao trùm toàn thân hắn tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương với nguy cơ trước mắt thân thể phùng trần run rẩy hắn căn bản không còn kịp suy nghĩ quá nhiều đối với hắn mà nói cảnh tượng trước mắt chính là đại kiếp nạn sinh tử kiếp nạn này tới quá nhanh cho nên chính hắn cũng không thể tin được dựa vào mình tu vi thiên nhân trung kỳ dựa vào mình từ khi bắt đầu bước vào bắc mạch lại một đường lập ra chiến tích thiên kiêu nhưng ở trước mặt bạch tiểu thuần lại có thể ngay cả một đạo thần thông cũng không có cách nào chống lại ta không cam lòng trong tiếng rít gào trong mắt phùng trần lộ ra sự điên cuồng lúc này thân thể hắn đã tiêu tan với phạm vi lớn có chút điểm trăng sáng từ trong thân thể tiêu tan của hắn phát ra giống như trở thành một phần của ánh trăng không ngồi chờ chết trong tiếng gào thét phùng trần giơ năm ngón tay đã tiêu tan lên ngay cả lòng bàn tay phải cũng đã tiêu tan một nửa trượt vỗ về phía chán của mình ầm một tiếng, trong một chớp mắt này, thân thể hắn lại tự mình tan vê. Một sóng dao động thiên nhân tự bạo trong phút chốc lại ầm 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 khuếch tán về bốn phía xung quanh. Mượn lực tự bạo này, nguyên thần của hắn miễn cưỡng chạy ra. Hắn nhanh chóng lui về phía, nhưng không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn hoảng sợ phát hiện, trên nguyên thần của mình lại có thể. Cũng có nguyệt ngân, không có khả năng, sao có thể như vậy được, phùng trần hoảng sợ đến cực hạn, la lên thất thanh. Thậm chí âm thanh đều mang trong sự run rẩy cùng tuyệt vọng lần này hiện lên trong đầu hắn, không chỉ là nguy cơ, còn có tử vong. Đây là đạo Pháp, Phùng Trần nhanh đi bên trong quan tài thủy tinh tránh. Né, Bạch Tiểu Thuần ngươi dám giết người, bác mạch ta sẽ không để ngươi được yên. Vân lôi song tử nhất thời lo lắng, trong tiếng giết gào hai thân thể của hắn đồng thời bay ra, lại bước tới. Trong chớp mắt hai bên lại dung hợp với nhau, nhất thời một sóng dao động tu vi thiên nhân hậu kỳ, ở trên người vân lôi tử sau khi dung hợp, lại ngập trời. Không chỉ có hắn như vậy, ba vị thiên nhân khác ở bên cạnh cũng biết sự việc hiện tại rất quan trọng. Tất cả đều tản tu vi ra, bốn người hóa thành bốn cầu vồng, trong phút chốc lại lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, Phùng Trần được vân lôi Tử cảnh tỉnh, lúc này đang run rẩy cùng liều lĩnh, cho dù thiêu đốt nguyên thần, cũng muốn đổi lấy tốc độ cực hạn. Ở trong quá trình đám người vân lôi tử ngăn cản Bạch Tiểu Thuần, hắn cuối cùng nắm lấy cơ hội, chớp mắt một cái đã nhảy vào bên trong quan tài thủy tinh, dựa vào động phủ của bán thần này, tách khỏi sự liên hệ cùng trời cao trăng sáng lúc này mới ngăn cản nguyệt nhân trên nguyên thần hắn khuếch tán ra nhưng nguyên thần của hắn cũng vẫn bị đồng hóa gần một nửa cho dù khôi phục lại tu vi cũng sẽ vĩnh cửu rơi xuống bên trong quan tài thủy tinh nguyên thần của phùng trần sợ hãi run rẩy thấy mình cuối cùng hóa giải nguy cơ hắn nhất thời lại có loại cảm giác sống sót sau tai nạn đối với bạch tiểu thuần hắn cho dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn không nhịn được từ trong lòng phát sinh một sự khiếp sợ mãnh liệt tu vi của hắn không phải là thiên nhân sơ kỳ hắn hắn là thiên nhân trung kỳ có thể coi là thiên nhân trung kỳ hắn làm sao có thể mạnh như vậy được giờ phút này không chỉ có phùng trần ở đây chấn động vân lôi từ cùng với ba vị thiên nhân bắc mạch khác trong lòng đều chấn động mãnh liệt càng không cần phải nói tới các tu sĩ bắc mạch khác ở bốn phía xung quanh tất cả đều hít vào một hơi thời điểm bọn họ nhìn về phía bạch tiểu thuần lộ ra sự hoảng sợ trời ạ à, bạch tiểu thuần này hắn hắn hóa ra mạnh như vậy ta trước đây còn từng châm chọc hắn còn từng cười nhạo hắn Ta, không đúng, trước đây nếu hắn mạnh như vậy, làm sao có thể cam tâm bị áp chế? Chẳng lẽ, chẳng lẽ mấy ngày hắn ở bắc mạch chúng ta, đã đột phá? Trong lúc mọi người ở bốn phía xung quanh hoang mang nghị luận, thân thể Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lui về phía sau, tránh bốn người vân lôi tử liên thủ. Lúc này, sau khi lui ra phía sau, sắc mặt hắn thâm trầm, trong mắt tràn ngập tơ máu. Bắc mạch, ngày hôm nay chúng ta liền chặt đứt tại đây. Bạch ra ra nhà ngươi cũng chịu đủ rồi, tới đi, chiến đâu đi. Nếu đã ra tay, hắn sẽ bất chấp mọi giá. Lúc này toàn thân tu vi hắn đã ầm ầm bạo phát. Sóng dao động thiên nhân trung kỳ nhất thời phóng lên cao. Cho dù lúc này trời cao không còn là màu đen, mà đã chậm rãi khôi phục lại như bình thường, nhưng trên bầu trời này, khuôn mặt của hắn so với trước kia vẫn rõ ràng hơn rất nhiều, ẩn chứa uy áp thiên địa, hạ xuống tám phương. Thiên nhân trung kỳ, đáng chết, ngươi lại có thể thật sự đột phá? sau khi vân lôi tử cảm nhận được rõ ràng sóng dao động tu vi của bạch tiểu thuần toàn thân hắn cũng muốn phát điên rồi đối với bạch tiểu thuần ở đây hắn thật sự có cảm giác vô cùng bất lực ban đầu ở trong địa điểm thí luyện hắn truy sát bạch tiểu thuần đối phương đầu tiên là ném ra đan dược quỷ gì kia sau đó lại là gọi đỗ lăng phỉ là thê tử tất cả những điều này khiến cho vân lôi tử từ ưu thế tuyệt đối lại giảm mạnh đến cuối cùng chẳng những không có ưu thế ngược lại còn bị động đến cực hạn bị bạch tiểu thuần nghiền ép một phen chương 1421, tiểu thuần lật trời. Một, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Hắn vốn tưởng rằng đến bác mạch này, ở trong tông môn của mình, nhất định có thể khiến cho bạch tiểu thuần này nhận sự hành hạ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cho dù bị giới hạn, bạch tiểu thuần này vẫn có thể bán đan dược, cho dù cấm bán đan dược, hắn còn có thể trồng cây cỏ. Cuối cùng bán thần không để ý, ỉ lớn hiếp nhỏ ra tay, trực tiếp giam giữ bạch tiểu thuần này ở trong lôi ngục. Nhưng, bạch tiểu thuần này còn là người sao? nhốt hắn lại hắn không chỉ không bị lôi mục làm cho suy sụp ngược lại tu vi bản thân còn được đột phá đây là đột phá thiên nhân sơ kỳ bước vào thiên nhân trung kỳ chuyện khó như vậy hắn hắn lại có thể ở dưới tình huống như vậy vẫn có thể đột phá vân lôi tử muốn nổi điên ba vị thiên nhân bắc mạch khác cũng vậy bọn họ vô cùng tức giận đồng thời nhìn bạch tiểu thuần vui vẻ cũng có cảm giác bất lực đây là một con nhím bất luận gây khó dễ với hắn thế nào cũng không có tác dụng biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới thủ đoạn quỷ dị này của hắn nữa, trực tiếp cường lực giết chết. Trong mắt phân lôi tử lóe lên ánh sáng tàn độc, trong tiếng gầm nhẹ, hắn bỗng nhiên lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần. Ba vị thiên nhân bác mạch khác cũng có ý nghĩ tương tự. Lúc này mỗi một người đều tản ra sát khí, phát ra tiếng nổ lớn lao tới. Mắt thấy bốn đại thiên nhân liên thủ, xông về phía bạch tiểu thuần, tu sĩ vân tông cùng lôi tông bác mạch ở bốn phía xung quanh, mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn lại. Cho dù trước đó bạch tiểu thuần biểu hiện ra, sự cường hãn đi nữa, nhưng ở trong mắt của những tu sĩ bắc mạch này, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kiêu ngạo, ngày hôm nay nhất định phải đền tội. Bạch Tiểu Thuần này mặc dù lợi hại, nhưng hắn đã quên, ở đây không phải là đông mạch. Nơi này là bắc mạch, hư, ở bắc mạch chúng ta kiêu ngạo, nhất định phải khiến cho hắn đẹp mặt. Ta cũng không tin, đám người vân lôi tử trưởng lão đồng loạt ra tay, còn không diệt được một Bạch Tiểu Thuần này. Đám người bắc mạch đều bình tĩnh trở lại. Thời điểm mỗi một người nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần C, đều lộ ra sự xem thường trên trời cao mắt thấy bốn người vân lôi tử nhanh chóng tới gần trong mắt bạch tiểu thuần chợt lóe lên hàn quang từ sau khi đến bắc mạch hắn trước sau đều nhịn một bụng tức giận lúc này mắt thấy vân lôi tử cùng với ba thiên nhân bắc mạch khác lao về phía chỗ mình với đầy sát khí lửa giận trong lòng bạch tiểu thuần trợt bạo phát hắn chẳng những không có lui lại về phía sau ngược lại bước về phía trước một bước giơ tay phải lên vung mạnh ầm ầm trong tiếng chấn động nhất thời mực nước bỗng nhiên hạ xuống hơi nước tràn ngập ở bốn phương tám hướng Mặt trời trên không trung trực tiếp hạ xuống mặt đất, trong tiếng nổ lớn, mặt đất chấn động, thân thể của bốn người vân lôi tử đều bị ảnh hưởng. Ngoại trừ vân lôi tử ra, ba vị thiên nhân khác đều hít vào một hơi. Còn có một người đứng mũi chịu sao, trực tiếp bị phun ra máu tươi. Bạch Tiểu Thuần, vân lôi tử thân là thiên nhân đứng đầu bắc mạch, mắt thấy cảnh tượng như vậy, hét lớn một tiếng. Tốc độ của hắn thoáng cái bạo phát, toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng, lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Giọng nói của hắn vang vọng khắp không trung vân lôi nhân tổ đệ thất biến, tiếng nổ đinh tai nhức óc trong phút chốc khuếch tán ra. Thân thể vân lôi tử trực tiếp lại hóa thành kích thước chừng 70 trượt, giống như nhân tổ hạ xuống. Tu vi cùng chiến lực đều tăng lên trên phạm vi lớn, trực tiếp vượt qua thiên nhân hậu kỳ. Toàn thân hắn giống như gió bão, trực tiếp đánh về phía bạch tiểu thuần. Nhưng ngay khi hắn tới gần, trong nháy mắt, trong mắt bạch tiểu thuần có ánh sáng mãnh liệt lóe lên. Đồng thời bạch tiểu thuần cũng mở miệng, chân áp nhân tổ đệ ngũ biến, âm âm âm, trong một nháy mắt này, thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng đồng thời thi triển ra thần thông tương tự, trực tiếp tăng lên đến kích thước chừng 50 trượng khí tức cuồng dã, to thân thể cường tráng, còn có một cảm giác dã man, bạo phát ra. Nhất là Nguyệt Ngân trong mắt trái của hắn, lúc này nhanh chóng lập lòe. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhìn như chỉ là thân ngũ biến, nhưng trên thực tế, lại là lực bát biến. Không thể như vậy được, thoáng cái trong mắt phân lôi tử cũng muốn rơi xuống. Sở dĩ hắn không triển khai đệ bát biến, là bởi vì đệ bát biến tiêu hao quá lớn. Nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần ở đây lại có thể thi triển thần thông giống hệt với mình. Ngay lập tức, hai người lại ở giữa không trung, trực tiếp đánh nhau. Thiên địa chấn động, hư vô run rẩy, lực trùng kích khuếch tán ra khắp nơi. Vân Lôi Tử phun ra máu tươi, thân thể bảy mươi trượng, bịch một tiếng lui lại. Phía sau, mặc dù thân thể hắn chấn động mãnh liệt, nhưng có lẽ so với sự hoảng sợ trong lòng hắn vẫn tương đối bé nhỏ không đáng kể. Giờ phút này, hắn hít thở dồn dập, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi vân lôi nhân tổ này là bí pháp của bắc mạch hắn nhưng hôm nay lại có thể được thi triển ra ở trên người bạch tiểu thuần điều này khiến cho tâm thần hắn điên cuồng run rẩy có loại cảm giác không chân thật chỉ cái này thì cũng thôi nhưng đối phương chỉ là đệ ngũ biến mình là đệ thất biến lại có thể không có cách nào đối đầu điều này càng khiến cho vân lôi tử muốn nổi điên bạch tiểu thuần người dám trộm phương pháp bí truyền của bắc mạch ta vân lôi tử ngửa mặt lên trời giống to hơn trong lúc lui ra phía sau hắn không chậm trễ chút nào trực tiếp triển khai ra để bắt biến, thân thể tăng lên đến 80 trượt, sau đó lại lao ra. Bớt thả giám chó của ngươi đi, của ngươi chính là vân lôi nhân tổ, của ta chính là Trần áp nhân tổ, tên cũng không giống nhau, mắt ngươi mù, lỗ tai cũng điếc rồi sao, bạch tiểu thuần hừ lạnh một tiếng, đồng thời cũng lao ra. Hai người ở giữa không chung, lại va chạm vào nhau. ầm một tiếng, lần này hai người đồng thời lui lại phía sau, bạch tiểu thuần chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân quay cuồng, nhưng trong mắt hắn đã có ý chí chiến đấu ngập trời. Sau khi hắn mạnh mẽ dừng lại, hai tay bấm quyết, bỗng nhiên vung lên. Nhân sơn quyết, âm ầm ầm ở bốn phía xung quanh bạch tiểu thuần nhất thời lại xuất hiện vô số núi. Đá, những núi đá từ trong không trung lao ra, chớp mắt đã bao trùm ở trên thân thể nhân tổ 50 trượng của bạch tiểu thuần. Trong nháy mắt, lại hình thành thạch nhân khổng lồ cao trăm trượng. chương 1422, tiểu thuần lật trời. 2. Chuyện được thực hiện bởi audio com đây là nhân tổ biến cùng Nhân Sơn quyết đồng thời triển khai, uy lực cực lớn. Chỉ trong một chớp mắt này, thiên địa trực tiếp lay động. Chỉ là khí thế đã khiến trời cao theo đó tối sầm lại, giống như bị ép xuống. Tất cả tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía xung quanh, mỗi người đều hoảng sợ la lên thất thanh. Còn nữa, chính là lúc này theo Nhân Sơn quyết thi triển, ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần hình thành gió bão. Trong gió bão hung bạo khuếch tán ra, thổi đến mặt người cũng đau đớn. Thần sắc vân lôi tử đều biến đổi hắn hít một hơi khí lạnh hắn có một dự cảm mãnh liệt giờ phút này mình chỉ sợ không phải là đối thủ của bạch tiểu thuần đáng chết đáng chết tại sao hắn lại trở nên mạnh như vậy trong cảnh giới thiên nhân trừ khi đại viên mãn bằng không ai cũng không phải là đối thủ của hắn nhất là nếu như hắn thì triển ra một quyền trùy cổ sát thủ kia nghĩ tới đây hai mắt phân lôi từ co lại thân thể nhanh chóng lui về phía sau nhưng ngay trước mắt khi hắn lui ra phía sau bạch tiểu thuần bước nhanh tới chợt đuổi theo bạch tiểu thuần gầm khẽ trong âm thanh mang theo thiên uy tốc độ cũng bạo phát ra mắt thấy hắn sẽ đuổi kịp vân lôi tử lúc này ba vị thiên nhân bắc mạch khác đều chỉ có thể kiên trì xông tới phía trước ngân cản ba người này một người hóa thành thiên lôi màu đen một người hóa thành chín đạo vân ảnh còn có một người rốt cuộc vác một miệng lò lửa cực lớn lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần nỗ lực ngăn cản cút ngay cho ta bạch tiểu thuần cũng không nhìn ba vị thiên nhân trung kỳ này trong tiếng rít gào hắn vung tay lên Nhất thời một lực lượng điên cuồng lật trời cùng gió bão dung hòa lại một chỗ, sau đó chợt bạo phát về bốn phía xung quanh. Tia chớp màu đen tan vỡ, chín đạo vân ảnh vỡ nát diệt phong, lò lửa đập tới cũng trực tiếp chia năm xẻ bảy, ba vị thiên nhân bắc mạch đều phun ra máu tươi, thân xác hoảng sợ vô cùng, mang theo sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp hất bay, quá, quá mạnh mẽ, ba vị thiên nhân bắc mạch la lên thất thanh, mà tốc độ của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chút dừng lại nào. Trong lúc cất bước, hắn đuổi theo về phía vân lôi tử tay phải đã nắm lại vòng xoáy màu đen xuất hiện vân lôi tử ở địa điểm thí luyện trước đó ngươi tập kích bất ngờ đối với ta sau đó lại rất không nói lý cuối cùng còn dựa vào thiên nhân hậu kỳ không ngừng truy sát đối với ta đến bắc mạch ngươi lại năm lần bảy lượt tìm ta gây phiền phức ngày hôm nay ân oán của chúng ta đều tính một lần đi giọng nói của bạch tiểu thuần truyền ra chấn động tám phương lúc này vân lôi tử hít thở ngưng trệ tâm thần điên cuồng run rẩy nhất là khi nhìn thấy được trên nắm tay phải của bạch tiểu thuần lúc này xuất hiện vòng xoáy màu đen sắc mặt hắn lại điên cuồng biến đổi thân thể lui về phía sau càng nhanh hơn trong miệng hắn đã thốt ra tiếng gào thét thê lương các ngươi còn đứng ngây ra đó làm cái gì còn không mở ra đại trận hộ sơn bày binh bố trận mở ra sơn môn thần trận gần như ở trong tiếng vân lôi tử giết gào đồng thời ba vị thiên nhân bắc mạch khác đều nhanh chóng gào thét các tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía xung quanh, mỗi một đã sớm bị từng cảnh tượng như vậy làm cho chấn động trợn tròn mắt. Lúc này trong lúc hít sâu một hơi, tất cả đều tỉnh táo trở lại. Sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, trong nháy mắt lại phân tán ra bốn phía, phối hợp với nhau mở ra đại trận Sơn Môn. Đại trận mở ra cũng không chậm, trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần sắp đuổi kịp Vân Lôi Tử, một lực lượng kinh thiên đột nhiên lại từ bên trong Cửu Thiên Vân Lôi Tông bạo phát ra, hình thành một mảnh mây mù phòng hộ. Đồng thời, còn có một lực bài xích kinh người bạo phát ngăn cản bước chân của Bạch Tiểu Thuần, dường như còn không thể nghịch chuyển được, muốn trục xuất hắn ra khỏi trong tông môn. Bạch Tiểu Thuần nhăn mày lại, thân thể hắn ở trong lực bài xích của trận pháp này, không ngừng lui về phía sau. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần bị trận pháp bài xích, ba người thiên nhân bắc mạch kia cùng vân lôi tử, đều thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cho nên bọn họ chấn động. Hiện tại, sau khi buông lỏng, chẳng những không có giảm bớt, trái lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng ngay khi bọn họ thở phào nhẹ nhõm, trong chớp mắt, trong mắt bạch tiểu thuần có tinh quang chấp hiên trận pháp đối với ta vô dụng hắn vừa nói ra lời này bất tử cấm đột nhiên triển khai trong nháy mắt lực bài xích ở bốn phía xung quanh giống như xuyên qua trên người bạch tiểu thuần căn bản không có cách nào ngăn cản được nửa điểm kinh người hơn là tốc độ của bạch tiểu thuần ở dưới bất tử cấm này cũng chợt bạo phát mạnh âm một tiếng thân ảnh của hắn liền trực tiếp xuyên qua trận pháp thời điểm hắn xuất hiện lại thình lình đã ở trước mặt phân lôi tử hắn giơ tay phải lên vòng xoáy màu đen kia giống như hấp thu tất cả thiên địa. Còn có đế ảnh khổng lồ ở phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần ở trong nháy mắt đã dung nhập, hóa thành bất diệt đế quyền kinh thiên động địa của hắn. Một quyền đánh xuống, thiên địa sụp đổ, đồng tử của Vân Lôi Tử co lại, trong đầu chợt nổ lớn. Nguy cơ trước mắt khiến hắn không kịp suy nghĩ nhiều, hắn cũng không có cách nào né tránh, chỉ có thể trong tiếng rít gào thi triển ra đệ cửu biến. Đối với hắn mà nói, đây đã trung cực, cũng không thể khống chế được. Trong một tích tắc này, thân thể hắn trực tiếp hóa thành kích thước chừng 90 trượng. Trong tiếng gào thét, hắn toàn lực ngăn cản, trực tiếp lại cùng Bạch Tiểu Thuần đối đầu. Tiếng sấm vượt qua tất cả những tiếng nổ mạnh trước đó, âm thanh áp chế tất cả thiên địa. Vào giờ phút này, ở trong tai của mọi người, chấn động bạo phát. Trong nháy mắt tất cả mọi thứ ở trước mắt mọi người dường như biến thành kịch âm không có tiếng động. Rõ ràng rất thảm khốc lại không nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào. Còn có lực trùng kích khuếch tán ra, khiến cho cửu thiên vân lôi tông đều chấn động không ngừng lúc này mắt phân lôi tử trợn trừng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không, máu tươi của hắn điên cuồng phun ra, thân thể không chịu nổi lui về phía sau. Không ngừng có tiếng nổ vang từ trong cơ thể hắn truyền ra. Càng lui ra phía sau, hắn lại không có cách nào duy trì được trạng thái dung hợp, hóa thành hai người, đồng thời rút lui, đồng thời phun máu. chương 1423, vang một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ca ca còn hoàn hảo, chỉ có điều đệ đệ trong song tử này, Lúc này trực tiếp ở dưới trùng kích nơi này, thân thể ầm một tiếng tan vỡ, trực tiếp nổ tung. Trong vân lôi song tử, đệ đệ căn bản cũng không có kịp cảm nhận được nỗi sợ hãi tử vong. Ở trong nháy mắt này thân thể hắn lại dưới trùng kích cuồng bạo, hóa thành cho bụi. Nguyên thần của hắn bay ra, mang theo vẻ mờ mịt, mắt thấy sẽ bị trận gió hung bạo trực tiếp đập vỡ nát diệt vong. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một sóng thần thức vượt qua thiên nhân, chợt hạ xuống, hóa thành một cái bàn tay nắm lấy nguyên thần của đệ đệ trong vân lôi song tử sau khi chúng kích cuồng bạo va chạm với bàn tay này, nhất thời lại tan vỡ ra. Cùng lúc đó, âm thanh giống như nghiến răng nghiến lợi vậy vang vọng khắp nơi ở bên trong hư vô này. Bạch, tiểu, khiết, cái tên này, ba chữ, mỗi một chữ là một thiên lôi, ầm 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 nổ tung ở bên trong thiên địa này, khiến cho tâm thần tất cả mọi người run rẩy. Trên trời cao, một thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên hiện lên. Chính là bán thần Bắc Mạch, trong tay hắn cầm theo lôi tổ mệt mỏi không phấn chấn. Lúc này theo sự xuất hiện của hắn, tất cả thiên ý ở bốn phía xung quanh đều bị mạnh mẽ xua tan khiến cho trong thiên địa giống như chỉ có một mình hắn tồn tại sau khi bạch tiểu thuần nghe cùng cảm nhận được điều này những kiêu ngạo cùng cường hãn trước đó trong phút chốc lại tan ra thay vào đó lại là sự kinh ngạc không hiểu cùng mãnh liệt khẩn trương trong lòng hắn đã thầm kêu khổ lão khỉ này quá vô dụng kéo dài thêm một hồi nữa ta lập tức có thể trốn lần này xong rồi làm sao bây giờ trong lúc bạch tiểu thuần đang lo lắng không yên Vân lôi tử mắt thấy nguyên thần phân thân của mình được bảo vệ được cũng kích động ôm quyền cúi đầu về phía bán thần đang ở trên bầu trời những thiên nhân bắc mạch khác đều thở phào nhẹ nhõm trước đó bạch tiểu thuần thật sự quá cường hãn khiến cho tâm thần bọn họ cũng run rẩy lúc này bọn họ đều bái kiến bắc thần ngay cả phùng trần trốn ở bên trong quan tài kính cũng vô cùng kích động nhanh chóng bay ra bái kiến bán thần lúc này bạch tiểu thuần nhân mặt nhíu mày thận trọng chậm rãi lui về phía sau trong đầu không ngừng có các loại ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển hắn không ngừng suy nghĩ biện pháp để hóa giải chuyện này như thế nào trong lúc hắn đang bay nhanh cân nhắc biện pháp bán thần bắc mạch lại không thể không ép xuống lửa giận ngập trời trong lòng mình hắn nhìn chằm chằm vào bạch tiểu thuần một cảm giác đau đầu mãnh liệt khiến cho trong lòng hắn cũng có cảm giác mất lực hắn không chỉ đau đầu còn nhức đầu hơn thật ra bất kể hắn làm như thế nào cũng vẫn không có cách nào làm gì được bạch tiểu thuần không phải là bởi vì đỗ lăng phỉ mà là vì thiên tôn trên người bạch tiểu thuần hắn mơ hồ thấy được một ít vết tích mà bản thân Bạch Tiểu Thuần không phát giác được. Những vết tích này khiến cho bản thân hắn là bán thần Bắc Mạch Lão Tổ, nhớ tới từng chuyện cũ, đối với dự định của Thiên Tôn cũng đoán được một ít. Chính là những suy đoán này khiến cho hắn càng không cách nào động tới Bạch Tiểu Thuần. Giam giữ đối phương cũng vô dụng, lôi ngục kia cũng đã bị Bạch Tiểu Thuần phá vỡ, lôi tổ cũng thiếu chút nữa chạy mất, thân là bán thần Bắc Mạch, hắn thật sự không dám lại giam giữ Bạch Tiểu Thuần nữa. Hắn đã tỉnh ngộ, ý thức được sâu sắc, bạch tiểu thuần này chính là một tai họa bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát ra biện pháp tốt nhất chính là rời xa hắn đáng chết trước đây tại sao ta lại có thể đồng ý để tai họa đáng chết này ở lại đây chứ điều này lại chẳng khác nào đặt một thiên lôi không ổn định ở trong túi của mình nói không chừng lúc nào đó nó sẽ nổ tung lại liên lụy tới cả mình trong lòng bán thần bắc mạch thầm thở dài một tiếng đây vẫn lần đầu hắn gặp phải loại nhân vật khiến cho hắn cũng cảm thấy đau đầu vô cùng như vậy thời điểm bán thần đau đầu Bạch Tiểu Thuần lại lo lắng bất an. Lúc này trong lòng hắn đều run rẩy, nhưng bất luận suy nghĩ như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp. Lúc này hắn chỉ có thể kiên trì, trơ mắt nhìn bán thần, thử dò xét nói một câu. "Bán thần đại sư huynh, cái đó, hôn lễ giữa ta và Phỉ Phỉ, đại sư huynh phải tới tham gia đấy." Nói ra những lời này, cho dù Bạch Tiểu Thuần khẩn trương run rẩy, cũng rất tán thưởng vì sự cơ trí của mình. Hắn cảm thấy trong lời này đã rất rõ ràng lộ ra ba tin tức Tin tức đầu tiên là hắn và Đỗ Lăng Phỉ rất thân mật, sau này có khả năng thành hôn. Tin tức thứ hai là Thiên Tôn rất có thể là nhạc phụ của hắn. Tin tức thứ ba chính là hắn có ý định đi hóa giải lửa giận của bán thần. Không quan tâm sau khi bán thần Bắc Mạch nghe được câu này, có thể ý thức được ba tin tức này hay không, nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy những lời này của mình đã rất lợi hại. Lúc này, lời nói vừa ra, bán thần Bắc Mạch chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Sau một lúc lâu hắn giơ tay phải vung mạnh lên, không nhịn được trong miệng truyền ra một tiếng gầm khẽ. Nếu để cho Bản Tôn lại nhìn thấy ngươi ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông, cho dù ngươi là con rể của Thiên Tôn, Bản Tôn cũng sẽ lột da của ngươi ra. Lan, âm thanh mỗi một chữ đều giống như lôi đình nổ vang, nhất là một chữ cuối cùng, càng làm cho thiên địa chấn động. Trong tiếng nổ lớn, ở trong tiếng kêu đầy kinh ngạc của Bạch Tiểu Thuần, một lực mạnh đột nhiên lại cuồn cuộn nổi lên ở trên người Bạch Tiểu Thuần, hình thành một trận gió lốc Trực tiếp lại cuốn Mạnh Thân thể Bạch Tiểu Thuần về phía bầu trời, ném ra khỏi Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần bị ném ra khỏi tông môn, tiếng kêu thảm thiết của hắn mới từ phía xa truyền tới. Cảnh tượng như vậy, khiến cho tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía xung quanh sau khi nhìn thấy, mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm. Đối với Bạch Tiểu Thuần, bọn họ thật sự vừa hận lại vừa sợ. Ngay cả đám người Vân Lôi tử, lúc này cũng như vậy. Trong lòng mặc dù cay đắng, nhưng phần nhiều lại là hối hận trước đây nhìn lần không nên vạn lần không nên suy nghĩ giam giữ Bạch Tiểu Thuần lại nay để từ từ hành hạ. Đây là một tai họa cực lớn, thần thông lớn nhất của hắn chính là lực gây tai hỏa. Chúng ta lúc đó thực sự ngu xuẩn, tên gia hỏa như vậy, tuyệt đối tuyệt đối không thể giữ lại ở bên người. Vân Lôi Tử cười khổ, không ngừng thầm than, đồng thời đối với chiến lược của Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng có cảm nhận cực kỳ sâu sắc. Chương 1424, Văn Gia 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com về phần công pháp phân lôi nhân tổ biến này, hắn nhìn lôi tổ bị bán thần lão tổ nắm ở trong tay, lúc này cũng đã ý thức được nguyên nhân. Mặc dù lôi tổ mệt mỏi, nhưng lại không hôn mê. Lúc này hắn nhếch miệng cười, hắn mặc dù không chạy thoát, nhưng có thể nhìn bắc mạch hiện tại một mảnh hỗn độn, trong lòng hắn cũng cảm giác rất sảng khoái. Tên tiểu tử kia gọi là Bạch Tiểu Thuần, không tệ không tệ, là một người trẻ tuổi rất có phát triển n. -N. Thời điểm tiếng cười của lôi tổ truyền ra, bán thần bắc mạch gửi lạnh một tiếng. Hắn không đi để ý tới Lôi Tổ, mà nhìn về phía đám người Vân Lôi Tử. Một đám người các người đường đường là cảnh giới thiên nhân, một Bạch Tiểu Thuần lại có thể cho các ngươi liên thủ cũng chật vật không thôi. Đồ vô dụng, bán thần Bắc Mạch một bụng đầy lửa giận, quay về phía đám người Vân Lôi Tử gian dậy một phen. Lúc này mặt hắn mới thâm trầm, mang theo Lôi Tổ trở về quan tài thủy tinh. Thời điểm đám người Vân Lôi Tử bị mắng, cũng chỉ có thể yên lặng lắng nghe, trong lòng cũng đầy cay đắng. Một lát sau bọn họ nhìn nhau một cái, mỗi người đều nhìn ra cảm giác bất lực trong mắt của người kia mà thôi hắn cuối cùng đã bị ném đi bạch tiểu thuần này cũng coi như một truyền kỳ ta lại chưa từng thấy qua bị nhốt ở trong lôi ngục tu vi còn có thể đột phá ta đời này cũng không muốn lại nhìn thấy hắn nữa ngay cả tên của hắn cũng vậy các ngươi đều đừng tìm ta nhắc lại chẳng những là mấy thiên nhân này như vậy trong lòng mỗi một đệ tử vân tông cùng lôi tông bốn phía xung quanh đều xúc động vô hạn bọn họ nhớ lại thời gian trước đây khi áp chế đối với bạch tiểu thuần bọn họ đều rất đắc ý cho rằng đối phương là con rồng ở bên ngoài nhưng ở bắc mạch cũng phải co lại biến thành sâu nhưng hôm nay bạch tiểu thuần sử dụng hành động nói cho mọi người của bắc mạch biết cho dù hắn là con sâu cũng đều có thể đục thủng mấy lỗ lớn ở bắc mạch chui ra thời khắc này trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ tai họa này ngàn vạn lần không cần trở về trong lúc bắc mạch đối với bạch tiểu thuần là bất đắc dĩ đồng thời cảm thấy mệt mỏi thân thể bạch tiểu thuần bị bán thần bắc mạch này ném một cái trực tiếp đã bay ra thật xa giống như một đạo lưu tinh trực tiếp đập vào một chỗ trên băng nguyên âm một tiếng băng nguyên này chấn động vài cái bị đập ra một lỗ thủng lớn sau một lúc lâu bạch tiểu thuần tóc tai dối bời rất chật vật từ bên trong chui ra hắn lộ ra vẻ mặt như đưa đám có chút tức giận bất bình từ phía xa nhìn về phương hướng cửu thiên vân lôi tông trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm bảo ta đi nói là được rồi làm gì còn phải ràng buộc tu vi của ta ném ra